Xin chào quý thính giả đang nghe audio Tiểu Phong. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Sư Huynh Của Ta Quá Mạnh, tác giả Khả Ninh. Kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin cảm ơn. Chương 781, hắn chân chính tên gọi Lữ Thiếu Khanh, không muốn rót vào linh lực. Sáu cái chữ, nhường đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không minh bạch Lữ Thiếu Khanh đang làm gì. Mà Nhuế trưởng lão khi nhìn đến về sau, lại theo bản năng hướng bên trong rót vào linh lực. Cái này sáu cái chữ chẳng khác gì là một loại dụ hoặc, hết sức dễ dàng kích thích người phản nghịch tâm lý Mộc Vĩnh, trong lòng lại sinh ra một cỗ dự cảm không ổn, hắn vội vàng hô hào, chậm, chậm đã. Nhưng đã muộn, Nhuế trưởng lão nhẹ nhõm đem linh lực rót vào trước mắt Tốn Ma Thạch bên trong. Sau một khắc, trong mắt của mọi người, Tốn Ma Thạch tỏa ra ánh sáng, một cỗ cường đại năng lượng bộc phát. Ầm ầm, Tốn Ma Thạch trong nháy mắt phát sinh bạo tạc, cường đại bàng bạc năng lượng trong nháy mắt quét sạch ra, linh lực điên cuồng phát tiết, Nhuế trưởng lão sau lưng nhà tranh trong nháy mắt biến hóa thành tro tàn. Cường đại bạo tạc, long trời lở đất, ánh lửa ngút trời mà lên, tựa như thế giới tại đốt cháy. Bạo tạc tiếng ầm ầm, chấn động đến phương viên trong vòng hơn 10 dặm phát sinh mãnh liệt địa chấn, tới gần phụ cận kiến trúc cũng là tại năng lượng khuếch tán một nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Cường đại bạo tạc tạo ra một đóa kinh khủng mây hình nấm, đằng không mà lên, chấn động không gì sánh nổi. Đợi đến bạo tạc dần dần bình ổn lại, hết thảy đều kết thúc. Nhuế trưởng lão đám người thân ảnh xuất hiện tại trên bầu trời. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, bao quát Nhuế trưởng lão, Phù Doãn hai cái này hóa thần kỳ cao thủ. Bọn hắn khó có thể tin nhìn dưới mặt đất, phương viên hơn trăm dặm hết thảy san thành bình địa. Bạo tạc trung tâm là một cái sâu hơn trăm thước, rộng vài dặm to lớn hố sâu. Phải biết, Thánh Sơn ra sao hắn kiên cố, nhưng có thể nổ ra như thế một cái hố sâu, bởi vậy có thể thấy được uy lực nổ tung đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hóa thần kỳ một kích uy lực. Phù Doãn sắc mặt trắng bệch, nuốt nước miếng một cái, nói ra lần này uy lực nổ tung như thế nào. Phương viên mấy ngàn dặm trên mặt đất đều là khe hở, càng đến gần trung tâm vụ nổ khe hở lại càng lớn. Chẳng những Nhuế trưởng lão nhà tranh không có, liền liền phụ cận những kiến trúc kia cũng tại bạo tạc bên trong phá hủy, hóa thành một mảnh gạch ngói vụn. Thời cơ, Thời Liêu sắc mặt hai người trắng bệch, lòng còn sợ hãi, mới vừa rồi là Phù Doãn trước tiên che chở bọn hắn, không phải vậy tại loại này bạo tạc xung kích phía dưới, hai người xác định vững chắc không thể may mắn thoát khỏi. Nhuế trưởng lão cũng là lòng còn sợ hãi, cho dù nàng là hóa thần hậu kỳ, bị như thế một kích trực tiếp chính xác, nàng cũng không chịu nổi. May mắn thực lực của nàng nhường nàng có sung túc thời gian phản ứng, mà lại nàng còn có thể đem đàm linh cho mang ra, không đến mức để cho mình đồ đệ bị nổ chết. Thật là, Nhuế trưởng lão trong lòng nhịn không được cười khổ, kém chút liền bị một cái tiểu gia hỏa ám toán. Đàm linh bên này tức giận đến thân thể cũng đang phát run. Dạng này bạo tạc có thể so với hóa thần kỳ một kích, đây là biết bao kinh khủng. Nếu là nàng vạn nhất không xem chừng dẫn nổ, nàng liền linh hồn cũng bị nổ được thành cạn bã, liền đầu thai chuyển thế cũng làm không được a. Cái này hỗn đản thế mà muốn lấy ra đối phó sư phụ nàng, nếu không phải sư phụ thực lực cường đại, không chết cũng phải trọng thương không dậy nổi. Nên, đáng chết hỗn đản, ta tuyệt đối không tha cho hắn, ta nhất định phải giết hắn. Đàm Linh trong lòng tràn đầy sát ý, hận không thể hiện tại liền đi đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh. Thời cơ đối Lữ Thiếu Khanh còn có tín nhiệm, nàng trần chờ mở miệng, Trương Chính đại nhân không phải đã nói rồi sao? Có thể giúp Linh tỷ tỷ tẩy thoát hiểm nghi. Tẩy thoát cái rắm. Đàm Linh là tuyệt không tin tưởng. Tuyệt đối là một cái lòng lang dạ thú, cố ý muốn hại sư phụ nàng. Nàng vẫn nộ quát, đánh rắm, hắn không gọi Trương Chính, hắn gọi Lữ Thiếu Khanh. Cái gì? Thời cơ cùng Thời Liêu ngây ngẩn cả người. Còn bên cạnh cũng có một người ngạc nhiên, là Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh biểu lộ phức tạp, có phẫn nộ cũng có kinh ngạc, hắn hỏi Đàm Linh, hắn gọi Lữ Thiếu Khanh. Nhuế trưởng lão trả lời Mộc Vĩnh vấn đề, không sai, tên thật của hắn đích thật là Lữ Thiếu Khanh, ta tự mình xác nhận. Tiếp lấy đem nàng như thế nào nhường Lữ Thiếu Khanh nói những lời kia nói cho đám người. Mộc Vĩnh sau khi nghe xong, sắc mặt cổ quái, hỏi Nhuế trưởng lão, ngươi xác định? Nhuế trưởng lão gật đầu, ngữ khí ngạo nghễ, ta thiên âm mê hồn, ngươi không rõ ràng. Mộc Vĩnh gật đầu, lộ ra cười khổ, ta dám xác định, hắn đang gạt ngươi, mà lại cũng lừa ta. Xét thấy lời thề của mình, Mộc Vĩnh không thể nói tuyệt phách liệt uyên sự tình. Nhuế trưởng lão không tin, ta cũng tự mình nhường hắn thề, hắn không có khả năng nói với ta láo. Cũng cầm đạo tâm thề, không ai dám tại cái này sự tình trên nói đùa. Mộc Vĩnh cũng nói, hắn cũng đối với ta đã thề, đối với ta là một loại cách nói khác. Đàm Linh kỳ quái, Mộc Vĩnh đại nhân, ngươi cái gì thời điểm nhìn thấy hắn? Ở trên Thánh Sơn đến bây giờ, Đàm Linh có thể vỗ ngực khẳng định, Lữ Thiếu Khanh không có khả năng nhìn thấy Mộc Vĩnh, ta là một mực đi theo hắn. Mộc Vĩnh nhàn nhạt nói, ngay tại một ngày trước.
Mộc Vĩnh thuyết pháp, Đàm Linh càng thêm không thể nào tiếp thu được, không có khả năng, ngươi là đang lừa người. Hắn thụ thương, còn tại chữa thương. Mộc Vĩnh tâm thần khẽ động, như ngọn núi nhỏ tốn ma thạch xuất hiện, nhìn thấy như là một tòa núi nhỏ tốn ma thạch, đám người dọa đến sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Phù Doãn che chở hai tên đồ đệ của mình lui lại hai bước. Vừa rồi khối kia tốn ma thạch cũng có thể so với hóa thần kỳ tu sĩ một kích. Nơi này trở tại bao nhiêu cái hóa thần kỳ liên thủ một kích. Nhuế trưởng lão cũng là tê cả da đầu, lông mao dựng đứng. Mộc Vĩnh nhàn nhạt nói, đây là hắn cho ta, nói để cho ta trở về hào hào nghiên cứu một phen. Ngữ khí bình thản, không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Nhưng Mộc Vĩnh trong lòng nghĩ đi đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Như thế lớn tốn ma thạch, một khi bạo tạc, hắn cũng không khá hơn chút nào. Quá giảo hoạt. Bất quá nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh sắp tao ngộ cục diện, Mộc Vĩnh trên mặt lại nhịn không được lộ ra nụ cười. Thu hồi tốn ma thạch, tương lai có lẽ còn hữu dụng chỗ. Không chừng thật đúng là có thể nghiên cứu ra như thế nào bạo tạc, với hắn mà nói cũng không tính vô dụng. Chỉ cần không rót vào linh lực liền tốt. Thu hồi tốn ma thạch, Mộc Vĩnh nghe được Đàm Linh kêu nói, không, không có khả năng, hắn rõ ràng bị thương, ngay tại chữa thương a. Nhớ tới Lữ Thiếu Khanh đối với hắn xuất thủ hung ác, Mộc Vĩnh lần nữa uốn nắn Đàm Linh. Hắn cũng không có thụ thương, ngược lại nhảy nhót tưng bừng. Không phải vậy ngươi cho rằng thánh chủ tại sao lại phía dưới thánh chủ lệnh đuổi giết hắn? Nhuế trưởng lão cho Lữ Thiếu Khanh một cái lệnh bài, nàng cảm thụ một cái, chỉ vào phía trên, nói, hắn bây giờ tại phía trên. Đàm Linh choáng váng, nàng bị chơi đến xoay quanh. Nàng minh bạch, tức giận đến nàng dậm chân liên tục, đáng chết hỗn đản, trách không được không dám tới gặp sư phụ, nguyên lai thụ thương là giả, vứt bỏ ta là thật. Đáng chết, ta không tha cho hắn. Ta muốn giết hắn. Đàm Linh tức giận đến trong lòng lửa giận ngút trời, sát khí bốn phía. Lần thứ nhất có xúc động đánh chết một người. Sư phụ, đi bắt hắn trở lại, ta muốn giết hắn. Phẫn nộ Đàm Linh thỉnh cầu sư phụ xuất thủ. Nhuế trưởng lão lắc đầu, thánh chủ có lệnh, hóa thần kỳ trở lên không thể xuất thủ. Thánh chủ ý là nhường hai người bọn họ trở thành đá mài đao. Nhuế trưởng lão thanh âm vừa dứt, có người cười ha ha bắt đầu, nhị trưởng lão, ngươi nơi này thế nào? Nơi xa, Thôi Trương Minh mang theo Thôi Thanh các loại đông đảo Thôi gia đệ tử xuất hiện. Chương 782, Trương Chính muốn hành thích nhị trưởng lão. Thôi Trương Minh mang theo Thôi gia người ở nửa đường liền nhìn thấy Nhuế trưởng lão nơi này, phát sinh to lớn bạo tạc. Thôi gia đám người mênh mông đung đưa, chí ít 45 người, lại tới đây về sau, nhìn thấy to lớn bạo tạc vết tích, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Thôi Trương Minh nhìn đến đây về sau, trong lòng cũng là âm thầm khiếp sợ không thôi. Khủng bố như vậy bạo tạc, hắn trên đường. Cách thật xa cũng có thể nhìn thấy kia đóa đằng không mà lên mây hình nấm, bạo tạc sinh ra sóng xung kích hướng nhường ở nửa đường bọn hắn cũng cảm thụ được. Phải biết, cái này thế nhưng là trên Thánh Sơn, tạo thành như thế mênh mông cuồn cuộn thanh thế, Nguyên Anh là tuyệt đối làm không được. Hắn ánh mắt rơi vào Nhuế trưởng lão cùng Phù Doãn trưởng lão trên thân, trong lòng âm thầm suy đoán. Không phải là hai cái này hóa thần náo loạn không thoải mái, đánh một trận sao? Thôi Trương Minh còn chưa kịp hỏi nhiều, lại có một nhóm người đến. Một cái tóc trắng bồng bềnh, thân hình thon gầy gầy còn lão nhân mang theo kiếm lan các loại kiếm gia đệ tử xuất hiện. Hắn khuôn mặt già nua, nhưng mà thể nội ẩn chứa khí tức lại hạo nhiên như ngày, cả người như là một cái phong mang trường kiếm, thẳng bức người khác. Kiếm Ngũ, người cũng tới tham gia náo nhiệt. Thôi Trương Minh trên mặt lộ ra không vui, trong ánh mắt lại ẩn giấu đi kiêng kỵ. Kiếm Ngũ, Nguyên Anh 9 tầng, kiếm gia ngày xưa thiên tài, so với Thôi Trương Minh một cái lớn bối. Kiếm Ngũ trên mặt khô cằn, xương gò má cao cao, tựa hồ chỉ có bao da lấy xương, không có một chút xíu thịt. Nhìn như là một cái lão quỷ, rất là để cho người ta kinh khủng. Hắn đối với nơi này bạo tạc cũng hết sức tò mò. Đối Nhuế trưởng lão thì lễ một cái về sau, thanh âm khô khốc khó nghe, nhị trưởng lão, ngươi nơi này chuyện gì xảy ra? Nhuế trưởng lão ngữ khí lãnh đạm, ta chỗ này xảy ra chuyện gì, cần hướng các ngươi giải thích sao? Kiếm Ngũ nghe vậy, vội vàng cúi đầu, không dám. Thôi Trương Minh cũng có chút cúi đầu. Cứ việc bọn hắn xuất thân kiếm gia cùng Thôi gia, tự mình lão tổ cũng cùng Nhuế trưởng lão bình khởi bình tọa, nhưng Nhuế trưởng lão tại thánh địa uy tín, cũng không phải bọn hắn những người này có thể mạo phạm. Nhìn thấy Nhuế trưởng lão tựa hồ không muốn nói, Kiếm Ngũ cùng Thôi Trương Minh cũng không dám tiếp tục hỏi tiếp. Kiếm Ngũ đè xuống tò mò trong lòng, hắn lần nữa đối Nhuế trưởng lão hành lễ, cung kính khiêm tốn, Nhuế trưởng lão, lần này đến đây, là muốn hướng Nhuế trưởng lão đòi hỏi một người. Thôi Trương Minh kịp phản ứng. Kiếm Ngũ cùng hắn mục đích là đồng dạng. Hắn cũng vội vàng nói, Nhuế trưởng lão, Trương Chính ở nơi nào? Hắn cái này nhân tộc gian tế, nhất định phải bắt lại nghiêm hình khảo vấn. Đàm Linh minh bạch, kiếm gia, Thôi gia người tới đây là vì Lữ Thiếu Khanh mà tới. Trong lòng hết sức tức giận nàng lớn tiếng nói, hắn không biết rõ chạy đi chỗ nào chết. Tiểu bối mở miệng,
cái khác tiểu bối cũng dám đi theo mở miệng. Thôi Thanh lạnh lùng nói, Đàm Linh, cũng đến cái này thời điểm, ngươi còn muốn che chở hắn. Ngươi cùng hắn ảnh hình không rời, ngươi sẽ không biết rõ hắn ở đâu. Đàm Linh nổi giận, ai cùng hắn ảnh hình không rời. Ta ước gì cách hắn 108.000 dặm xa. Trên mặt thoa khắp son phấn hồng Phấn Kiếm Lan mở miệng, Đàm Linh, ngươi bớt ở chỗ này trang không hiểu, Trương Chính cùng Kế Ngôn là ngươi mang về người. Không chừng là ngươi cùng bọn hắn cấu kết, muốn gây bất lợi cho thánh địa. Thôi Thanh nói chuyện xem như uyển chuyển, nhưng Kiếm Lan không đồng dạng. Kiếm Lan trực tiếp đem thánh gian mũ chụp tại Đàm Linh trên đầu, mới mở miệng chính là Đàm Linh cùng Lữ Thiếu Khanh bọn hắn cấu kết. Đàm Linh trong lòng hơn khí, không đơn thuần là khí Kiếm Lan nói chuyện khó nghe như vậy, cho mình khấu trừ như thế lớn một đỉnh mũ. Càng nhiều hơn chính là khí Lữ Thiếu Khanh, khí hắn cho nàng mang đến phiền toái lớn như vậy. Thánh chủ thái độ đối với nhân tộc 10 điểm chán ghét, nếu như nàng thánh gian cái này cái mũ bị mang lên trên, phiền phức của nàng sẽ rất lớn, rất lớn. Cho dù là sư phụ của nàng cũng không nhất định có thể giữ được nàng. Đàm Linh trong lòng bỗng nhiên sinh ra mấy phần bối rối, Kiếm Ngũ cùng Thôi Trương Minh ánh mắt cũng xuống trên người Đàm Linh, ánh mắt mang theo chán ghét cùng coi nhẹ, Đàm Linh, hy vọng ngươi thức thời, không muốn chấp mê bất ngộ. Nhân tộc gian tế, không đáng ngươi dạng này. Đàm Linh cắn răng, vừa muốn mở miệng, Thời Liêu bỗng nhiên chen vào nói, Đàm Linh đại nhân hoàn toàn chính xác không biết rõ Trương Chính đi nơi nào. Mà lại Trương Chính tại trước khi rời đi, còn để lại một cái ác độc pháp khí, muốn lợi dụng Đàm Linh đại nhân đối với hắn tín nhiệm đến ám sát Nhuế trưởng lão, may mắn Nhuế trưởng lão phản ứng kịp thời, mới không có nhường Trương Chính gian kế đạt được. Thời Liêu một phen chẳng những nhường kiếm ra, Thôi ra người ngây ngẩn cả người. Liền Đàm Linh cùng Thời Cơ cũng ngây ngẩn cả người. Bỗng nhiên Đàm Linh nhớ tới Lữ Thiếu Khanh lưu cho nàng trong tin tức, có thể giúp nàng tẩy thoát hiểm nghi. Chẳng lẽ chính là cái này sao? Nàng có chút mờ mịt, ngẩng đầu nhìn sư phụ của mình. Nhuế trưởng lão biểu lộ bình tĩnh như trước lạnh nhạt, thần sắc không có nửa điểm ba động. Nhưng Đàm Linh nhìn thấy sư phụ nàng trong mắt vẻ hài lòng. Không biết rõ là hài lòng Thời Liêu thông minh, vẫn là khác. Kiếm Ngũ, Thôi Trương Minh bọn người sau khi nghe xong, sửng sốt, không thể tin vào tai của mình. Nguyên lai nơi này bạo tạc là, bởi vì cái kia ra hỏa lưu lại pháp khí mà tạo thành sao? Kiếm Lan cũng là sửng sốt nửa ngày, sau đó kêu lên, không có khả năng, làm sao có thể. Thời Liêu, ngươi cho rằng ngươi dạng này liền có thể gạt được nhóm chúng ta. Coi là dạng này liền có thể giúp Đàm Linh tẩy thoát hiểm nghi sao? Thôi Thanh cũng lạnh lùng nói, không sai, chuyện cho tới bây giờ, giả biện cũng vô dụng, vẫn là ngoan ngoãn thừa nhận đi. Phù Doãn nói chuyện, hắn nói, đồ nhi ta nói không sai, các ngươi có ý kiến gì không? Phù Doãn là thánh địa trưởng lão, so với Kiếm Ngũ, Thôi Trương Minh những này ngoại môn thân phận trưởng lão cao một đoạn. Hắn mở miệng, Thôi Thanh, Kiếm Lan bọn người chỉ có thể ngậm miệng. Kiếm Ngũ không sợ Phù Doãn cái trưởng lão, hắn nói, Phù trưởng lão, lời nói là như thế này, có người có thể chứng minh sao? Nhuế trưởng lão cuối cùng mở miệng, ta đây, ta có thể hay không chứng minh? Một thân màu tím váy dài tại ánh nắng chiếu rọi xuống, ánh tím lóng lánh, ung hoa cao quý. Nhuế trưởng lão như là một vị tiên vương nữ đế, thần thánh không thể xâm phạm. Kiếm Ngũ trong lòng âm thầm chửi bậy, nhưng thật ra là không thể chứng minh, ai cũng biết rõ ngươi cùng Phù Doãn là một đám. Không chừng kia hai cái nhân tộc gian tế vẫn là các ngươi cố ý bỏ vào đến. Bất quá Kiếm Ngũ cuối cùng vẫn là không dám phản bác. Nhuế trưởng lão không thể so với Phù Doãn, nàng địa vị cùng Kiếm gia lão tổ bình khởi bình tọa, thực lực cường hãn, là tuyệt đối thực quyền nhân vật. Lực lượng nắm trong tay cực kỳ cường đại. Ngoại trừ Kiếm gia lão tổ, Thôi gia lão tổ bên ngoài, không ai dám trêu chọc nàng. Thôi Trương Minh cũng không dám nói chuyện, cứ việc rất muốn tại nhân tộc gian tế trong chuyện này làm chút văn chương. Nhưng mà bọn hắn những bọn tiểu bối này là không đủ tư cách, trừ phi bọn hắn lão tổ tự thân xuất mã. Bị Nhuế trưởng lão nhìn chằm chằm, Kiếm Ngũ cùng Thôi Trương Minh bọn người áp lực trong lòng to lớn. Cút đi, Nhuế trưởng lão lạnh lùng nói, người hắn đã không thấy, muốn tìm hắn, tự mình đi tìm. Rõ, Kiếm Ngũ cùng Thôi Trương Minh không dám nói nhảm, ngoan ngoãn mang người ly khai. Nhìn xem Kiếm Ngũ bọn hắn ly khai, Phù Doãn bỗng nhiên thở thật dài, kia tiểu tử, cũng coi như có lòng. Chương 783 Lần này, ai cũng cứu không được bọn hắn. Phù Doãn nói kia tiểu tử là ai? Đám người lòng dạ biết rõ. Thời Cơ hỏi Phù Doãn, sư phụ, Trương, không, Lữ Thiếu Khanh đại nhân hắn thật là ý tứ này sao? Thời Cơ sắc mặt đỏ lên, trong mắt quang mang lập lòe. Đưa tốn ma thạch cho Nhuế trưởng lão, nổ Nhuế trưởng lão một mặt. Nhưng đám người coi là Lữ Thiếu Khanh là nghĩ gây bất lợi cho Nhuế trưởng lão. Nhuế trưởng lão là Đàm Linh sư phụ. Không có người tin tưởng Đàm Linh sẽ cấu kết ngoại nhân đối phó sư phụ của mình. Cho nên chỉ có một lời giải thích, Đàm Linh cũng bị Lữ Thiếu Khanh lợi dụng. Kể từ đó, người khác muốn cho Đàm Linh đeo lên thánh gian mũ cũng làm không được. Cho nên Phù Doãn mới nói Lữ Thiếu Khanh có lòng, không
không cho Đàm Linh mang đến phiền phức. Theo Phủ Doãn chỗ ấy đạt được khẳng định về sau, thời cơ lại lo lắng bắt đầu. Vạn nhất nhóm chúng ta cũng không minh bạch Lữ Thiếu Khanh đại nhân ý tứ, hắn chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Thời cơ đối Lữ Thiếu Khanh có rất lớn hảo cảm. Trước đó Lữ Thiếu Khanh giúp nàng 2 tỷ đệ, trong lòng đã có cảm kích. Bây giờ nghe Lữ Thiếu Khanh ninh làm như vậy, trong lòng hảo cảm càng là đạt đến đỉnh điểm. Thánh địa nơi này những nam nhân kia căn bản không cách nào cùng Lữ Thiếu Khanh so sánh. Phù Doãn cười ha ha bắt đầu, nếu như nhóm chúng ta cũng lĩnh ngộ không được, vậy cũng chỉ có thể đủ quái chính hắn. Ai bảo hắn không nói minh bạch đây? Nhuế trưởng lão nhìn thoáng qua Đàm Linh, trên mặt lộ ra nhẹ nhàng nụ cười, bất quá hắn đối với ta như vậy, làm ta sợ hết hồn, chuyện này cũng không thể tính như vậy. Đàm Linh cắn răng, đối Nhuế trưởng lão nói, sư phụ, ngươi có thể xác định hắn hiện tại vị trí sao? Nhuế trưởng lão lắc đầu, cự ly quá xa, chỉ có thể cảm thụ một cái đại khái vị trí. Ngươi muốn đi tìm hắn? Đàm Linh gật đầu, nghiến răng nghiến lợi, như là bị người chiếm tiện nghi, thề phải đi báo thù, ta muốn đi giết hắn. Nhuế trưởng lão không có ngăn cản, thánh chủ hạ lệnh, hóa thần kỳ không thể xuất thủ, các ngươi đi xem một chút cũng tốt. Nhưng là, Nhuế trưởng lão dừng một cái, khuyên bảo đồ đệ của mình, ngươi không động thủ cũng không có việc gì, nhưng tuyệt đối không thể giúp hắn. Nếu không thánh chủ trách tội xuống, ta cũng không giữ được ngươi. Đàm Linh không thừa nhận, nàng khẽ nói, sư phụ, ta là đi giết hắn. Nhuế trưởng lão ánh mắt nghiêm nghị lại, đối với mình đồ đệ tính cách, nàng rất rõ ràng, nàng nghiêm khắc nói, đây không phải nói giỡn. Đàm Linh rất ít gặp đến sư phụ như thế nghiêm khắc, nàng vội vàng gật đầu, biểu thị tự mình biết rõ. Nhuế trưởng lão lại căn dặn muốn cùng đi thời cơ cùng thời liêu, hai người các ngươi cũng thế, không cho phép ra tay giúp bọn hắn. Vâng, nhị trưởng lão. Đàm Linh bọn hắn ly khai, Phù Doãn do dự một cái, hỏi Nhuế trưởng lão, nhị trưởng lão, coi là thật không xuất thủ. Thật vất vả tới hai cái nhân tộc, đối bọn hắn tới nói có lẽ là một cái cơ hội, nhưng thánh tộc người hiểu nhân tộc cơ hội. Nhuế trưởng lão lắc đầu ngẩng đầu nhìn lên trên trời, lần này, ai cũng cứu không được bọn hắn. Qua một lát, nàng nhìn qua Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh mỉm cười, hỏi Nhuế trưởng lão, ngươi cho hắn lệnh bài, không sợ hắn gặp rắc rối sao? Phù Doãn giật nảy mình, nếu để cho thánh chủ biết rõ, bọn hắn những này phái chủ hòa chắc chắn gặp đả kích. Nhuế trưởng lão cười lên, tự hồ cười đến rất vui vẻ. Loại này đặc biệt tiểu gia hỏa, không phải ngươi một mực tại tìm kiếm sao? Lần này, cũng có thể cho ngươi kinh hỉ. Mộc Vĩnh khẽ lắc đầu, thở dài, cuối cùng chắp tay cáo từ, trừ phi có kỳ tích, nếu không hai người bọn họ chết chắc, cáo từ. Phù Doãn nhíu mày, nhị trưởng lão, ngươi hiểu rõ hắn. Nhuế trưởng lão cũng quay người ly khai, xem như thế đi. Đàm Linh ba người thở phì phò ly khai, thẳng đến phía trên mà đi. Thánh chủ đã hạ lệnh, mở ra thánh sơn. Hóa thần kỳ trở xuống thánh tộc tu sĩ đều có thể đuổi theo giết Lữ Thiếu Khanh, cùng kế ngôn. Thánh sơn phía dưới có rất nhiều người cấp tốc chạy tới thánh sơn, thánh chủ tự mình hạ lệnh, nhường vô số thánh tộc người xôi trào, tuyệt đối phải giết hai người bọn họ nhân tộc. Ghê tởm nhân tộc, dám lên thánh sơn, đây là sỉ nhục, nhất định phải giết bọn hắn. Giấy bẩn thánh sơn, nhất định phải nhường bọn hắn tiên huyết đến rửa sạch sạch sẽ. Đàm Linh thần sắc âm trầm, sau khi xuất phát, một đường phi nước đại. Tốc độ cực nhanh, thời cơ cùng thời liêu 2 tỷ đệ theo sát đằng sau. Thời cơ còn gọi, Linh tỷ tỷ, khác nhanh như vậy, các loại nhóm chúng ta. Đàm Linh mắt điếc tai ngơ, tốc độ chưa từng dừng lại. Thời liêu ở phía sau nói một câu, Linh đại nhân, người gấp cũng vô dụng, người bộ dáng này đi lên cũng không giúp được Lữ Thiếu Khanh đại nhân, chẳng bằng tỉnh táo lại, ngẫm lại tiếp xuống làm thế nào đi. Đàm Linh nghe xong lời này, lập tức tức giận đến không được, quay đầu lại quát, ai nói ta muốn giúp hắn? Ta muốn đi giết hắn. Làm thịt hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh. Đàm Linh thân thể tại khẽ run, đây là bị tức giận. Nàng hiện tại đối Lữ Thiếu Khanh là hận đến ghê gớm, hận không thể lập tức bắt được Lữ Thiếu Khanh đem hắn hung hăng đánh một trận. Không, không đánh lên 100 lần, trong nội tâm nàng khẩu khí kia tuyệt đối tiêu không được. Vì vứt bỏ nàng, thế mà làm bộ thụ thương, vụng trộm chạy lên phía trên tới. Thời cơ nhìn thấy Đàm Linh tức giận đến phát điên bộ dáng, nàng nhịn không được che miệng cười trộm. Đàm Linh hung tợn chừng nàng một cái, ngươi cười cái gì? Thời cơ cũng không giả, cười hì hì nói, rất là hâm mộ, Linh tỷ tỷ, Lữ Thiếu Khanh đại nhân đối ngươi thật tốt. Thời Liêu nghiêm mặt, đồng ý tỷ tỷ, Lữ Thiếu Khanh đại nhân quá thông minh, sớm đoán được sẽ xảy ra chuyện như thế, cho nên cố ý lưu lại một tay, trợ giúp Linh đại nhân tẩy thoát hiểm nghi. Nếu như Lữ Thiếu Khanh bây giờ đang ở trước mắt, Thời Liêu tất nhiên sẽ quỳ lại. Liền một bước này cũng tính tới, thánh địa trên dưới có ai hơn được hắn? Hắn bất quá là một cái hỗn đản. Đàm Linh trong lòng rất phức tạp, lại sinh khí, cũng có cảm kích. Thời cơ cảm thán, lúc ấy ta đã cảm thấy Lữ Thiếu Khanh đại nhân rất đáng gờm, không nghĩ tới lại là đến từ nhân tộc cũng lợi hại như vậy sao?
trong mắt nàng lộ ra ước mơ, cũng không biết rõ tổ tinh sẽ như thế nào. Phù Doãn là đứng tại Nhuế trưởng lão bên này phái chủ hòa, không đồng ý cùng nhân tộc khai chiến. Làm đồ đệ thời cơ cùng thời Liêu đối nhân tộc không có nhiều như vậy thành kiến, bọn hắn cũng không hy vọng cùng nhân tộc khai chiến. Đàm Linh đối hai người nói, tăng thêm tốc độ đi, hai người bọn họ là nhân tộc, trên Thánh Sơn, tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Tuy nói Nhuế trưởng lão trong mắt căn dặn không cho phép nàng ra tay trợ giúp Lữ Thiếu Khanh, cùng Kế Ngôn. Nhưng Đàm Linh cảm thấy nếu có cơ hội, không ngại giúp một cái. Thời Liêu rất lý trí, cũng rất hiện thực, hắn bình tĩnh đối Đàm Linh nói, Linh đại nhân, ta cảm thấy ngươi tốt nhất làm việc tốt lý chuẩn bị. Hai vị đại nhân trốn không thoát, bọn hắn chết chắc. Đối với Thời Liêu nói như vậy, thời cơ rất không cao hứng, bay qua quay một cái hắn, nói cái gì đây, ngươi không phải một mực rất sùng bái Kế Ngôn đại nhân sao? Lữ Thiếu Khanh đại nhân còn giúp ngươi, ngươi cứ như vậy nghĩ ngóng trông bọn hắn chết sao? Nhóm chúng ta cho Lữ Thiếu Khanh đại nhân linh thạch, Thời Liêu sờ lên đầu, nhắc nhở tỷ tỷ đây là một trận giao dịch, lại nói, coi như ta không nói, hai vị đại nhân liền không sao sao? Nơi này thế nhưng là Thánh Sơn, Thánh chủ tự mình trấn giữ Thánh Sơn, trừ phi thực lực so Thánh chủ mạnh, không phải vậy như thế nào trốn được rồi? Thời cơ nói, không chừng hai vị đại nhân có biện pháp đâu. Không nên quên, chính ngươi đều nói Lữ Thiếu Khanh đại nhân rất thông minh. Thời Liêu nhàn nhạt dội tỉ tỉ nước lạnh, dù thông minh, trước thực lực tuyệt đối cũng không làm nên chuyện gì. Hai vị đại nhân trốn không thoát. Đàm Linh nghe được hai tỷ đệ đối thoại, trong lòng không hiểu bực bội, quát, đừng nói nữa, nhanh lên đi. Chương 784, ai cũng không muốn cái thứ nhất xuất thủ. Kế Ngôn nhìn qua giữa bầu trời to lớn thân ảnh, trong mắt lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc. Có kích động xúc động, bất quá, cuối cùng vẫn là lắc đầu, hắn hiện tại thương thế còn chưa lành, thử một cái cũng làm không được. Như thế thân ảnh hiển hóa, cường đại uy áp để cho người ta tuyệt vọng. Kế Ngôn sắc mặt nghiêm túc, sư đệ không biết rõ thế nào. Thánh chủ hiện thân, Kế Ngôn tin tưởng tuyệt đối cùng Lữ Thiếu Khanh có quan hệ. Kế Ngôn cõng Vô Khâu kiếm, Tiểu Viên Hầu đứng tại trên vai hắn, có vẻ 10 điểm khẩn trương. Vừa rồi to lớn thân ảnh dọa đến nó kém chút đi tiểu. Kế Ngôn vỗ vỗ nó, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, sau đó cười khẩy, ngược lại lần nữa ngồi xuống. Bên ngoài, đã có người đi tới nơi này. Là lần này lên tới Thánh Sơn 49 người. Bọn hắn ở chỗ này, cách Kế Ngôn gần nhất, trước tiên xuất quan thẳng đến Kế Ngôn chỗ mà tới. Người tới tạm thời không nhiều, cũng liền 3 người. Một cái Nguyên Anh kỳ, hai cái Kết Đan kỳ. Trong đó có Khu Gia Khu Hổ, nhưng mà Khu Hổ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù là hắn là Nguyên Anh 3 tầng cảnh giới, hắn cũng không dám chủ động xuất thủ. Kế Ngôn trước đó biểu hiện còn rõ mồn một trước mắt. Khu Hổ cường tráng lấy lá gan, hướng về phía bên trong quát to, Kế Ngôn, ngươi trốn không được rơi mất, ngoan ngoãn xuất thủ thúc thủ chịu trói. Mặc dù rất muốn giết Kế Ngôn, độc chiếm ban thưởng, nhưng hắn vẫn là duy trì thanh tỉnh cùng lý trí, hiện tại có dũng khí xuất thủ, chết cũng không người đến vì hắn nhặt xác. Vẫn là chờ lấy càng nhiều người đến lại nói. Kế Ngôn không ra, hắn cũng không dám xông vào. Nhìn thấy bên trong không có tiếng động, Khu Hổ trong lòng giận dữ, hắn lần nữa quát, Thánh chủ đã xuống Thánh chủ lệnh, ngươi nhất định phải chết. Ngoan ngoãn đầu hàng, có lẽ còn có sống sót cơ hội. Bên cạnh hai cái Kết Đan kỳ tu sĩ hỏi, Khu Hổ đại nhân, muốn hay không xông vào? Khu Hổ cười lạnh một tiếng, nếu không, các ngươi đi vào trước. Hai tên tu sĩ vội vàng lắc đầu, bọn hắn bất quá là Kết Đan kỳ, lại tới đây là nghĩ đến có hay không cơ hội hút miếng canh. Về phần ăn thịt cái gì, bọn hắn không hề nghĩ ngợi qua. Kế Ngôn mặc dù là nhân tộc, nhưng hắn đánh chạy Mộc Vĩnh, đánh bại Kiếm Nhất, đánh giết đông đảo tu sĩ sự tình là thật. Chỉ là một lần kia trong tỉ thí, chết tại Kế Ngôn trong tay Nguyên Anh liền có mấy cái. Hai người bọn họ bất quá là Kết Đan kỳ, dù là tới lại nhiều, tại Kế Ngôn trước mặt cũng bất quá là sâu kiến, không chịu nổi một kích. Khu Hổ cái này Nguyên Anh 3 tầng cao thủ cũng không dám xông vào, bọn hắn càng thêm không dám. Khu Hổ tận mắt nhìn thấy Kế Ngôn đáng sợ, hắn không dám xông vào đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài kêu. Kế Ngôn không có coi hắn là chuyện, mặc cho hắn ở bên ngoài kêu, cũng chưa từng xuất hiện, cũng không thèm quan tâm một cái. Hành động như vậy nhường Khu Hổ hận đến thẳng cắn răng, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thời gian dần trôi qua, những người khác dần dần lại tới đây, rất nhanh chưa tới một canh giờ liền tụ tập hơn 10 người. Khu Hổ nhìn xem người chung quanh số nhiều bắt đầu, trong lòng chẳng những không có cao hứng, sắc mặt ngược lại càng thêm khó coi. Lại tới đây người mọi người đánh chủ ý đều không khác mấy, ai cũng không dám làm chim đầu đàn, ai cũng không dám tùy tiện xông vào. Cho nên mọi người đi tới nơi này về sau, hai mắt đối lập, mắt lớn chừng mắt nhỏ, một thời gian không biết rõ như thế nào ra tay. Khu huynh, một thanh âm vang lên, có người tới Khu Hổ bên người. Khu Hổ quay đầu nhìn lại, là Hình Trì, Khu Hổ gật gật đầu, không nói gì thêm.
song phương quan hệ coi như không tệ, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, cũng coi như được là minh hữu. Hình Trì nhìn xem Kế Ngôn chỗ ấy cửa ra vào, ánh mắt mang theo thật sâu kiêng kỵ, hắn hỏi Khu Hổ, như thế nào? Định làm gì? Khu Hổ rất khó chịu nói, còn có thể làm sao? Hao tổn chứ sao? Khu Hổ hận không thể cầm roi đem chung quanh ra hỏa, cũng xua đuổi đi đối phó Kế Ngôn, hắn cũng may đằng sau ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hình Trì nhìn xem chung quanh, cũng là ngầm thở dài. Có thể lên người tới nơi này đều là thiên chi kiêu tử, trí thông minh tuyệt đối vượt qua giá trị trung bình. Kế Ngôn ngày đó biểu hiện quá kinh người, so với kiếm nhất còn mạnh hơn, thanh thế đuổi sát ba vị thánh tử đại nhân. Như thế cường đại một vị địch nhân, đánh nhau đến thời điểm sẽ chết thảm trọng. Tất cả mọi người là ra lẫn vào, theo đuổi lời lẽ chí lý là chết đạo hữu không chết bần đạo. Ai cũng không muốn làm cái kia vô tư kính dâng người. Kết quả là, người càng ngày càng nhiều, mọi người liền càng bình tĩnh hơn. Rất nhanh, hơn 30 người liền tụ tập ở chỗ này, có đơn độc mà đứng, có tam tam thành đàn, nhưng là tất cả mọi người chịu đựng không xuất thủ. Thậm chí, đều đang đợi lấy một người trước động thủ. Khu Hổ đối với đám người dạng này trạng thái rất bất mãn, hét lớn một tiếng, mọi người cùng nhau xuất thủ à. Có người cười ha ha một tiếng, Khu Hổ đại nhân, không bằng ngươi trước xuất thủ như thế nào. Có người dẫn đầu, nhóm chúng ta đuổi theo. Không sai, giết Kế Ngôn, đến thời điểm công đầu nhất định là ngươi. Ra tay đi. Âu Hổ đại nhân, thực lực ngươi là trong chúng ta mạnh nhất mấy người một trong, xem ngươi. Khu Hổ muốn chửi má nó, ta nếu là xuất thủ, các ngươi khẳng định sẽ trước tiên trốn đến một bên xem kịch. Khu Hổ bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đủ trầm mặc. Hình Chỉ lắc đầu, ai, xem ra muốn chờ càng nhiều người tới. Ha ha, tiếng cười lạnh vang lên, tình thế quay đầu nhìn lại, là Nhan Thục Nhã đi tới. Nhan Thục Nhã sắc mặt tái nhợt, nhìn qua Kế Ngôn vị trí lộ ra một tia e ngại cùng hận ý. Nàng cười lạnh đối mọi người nói, các ngươi còn muốn lấy liên thủ đối phó Kế Ngôn, hiện tại làm sao không có ý định liên thủ rồi. Có người cười ha ha một tiếng, Nhan đại nhân, không bằng ngươi trước, như thế nào? Đúng vậy a, các ngươi mấy cái này nguyên anh kỳ liền nên xung phong. Nhan đại nhân, ngươi lợi hại như vậy, ngươi hẳn là xung phong đi đầu, không muốn đọa Nhan gia uy phong. Nhan Thục Nhã lạnh lùng nhìn xem đám người, trong nội tâm nàng cười lạnh liên tục, ta xuất thủ. Nói đùa, ta sống ngắn mới có thể làm như vậy. Lữ Thiếu Khanh kia kinh khủng thần thức nhường Nhan Thục Nhã đầu hiện tại còn đau, nàng bây giờ nói chuyện đều là cắn răng, gượng chống. Nàng lại tới đây, không có ý định xuất thủ, huống hồ, lấy nàng hiện tại trạng thái, cũng không ra được tay. Nàng tới đây là nghĩ đến xem có thể hay không nhặt cái tiện nghi. Nàng đối Khu Hổ cùng Hình Chỉ nói, hai vị, thời gian kéo càng lâu, đối nhóm chúng ta lại càng bất lợi. Bên cạnh lập tức có người không đồng ý, lời này coi như không đúng, kéo càng lâu, đối nhóm chúng ta liền càng có lợi. Phía dưới khẳng định còn có người đi lên, đến thời điểm, Nhan Thục Nhã lạnh lùng đánh gãy người này lời nói, cho nên, đến thời điểm một đám người đến phân cái này công lao. Mà lại, các ngươi không nên quên, còn có Kế Ngôn sư đệ, đến thời điểm hai người bọn họ liên thủ, nhóm chúng ta nơi này tất cả mọi người cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhan Thục Nhã có dũng khí khẳng định Lữ Thiếu Khanh không ở bên trong, chỉ có Kế Ngôn một người, đây là lớn cơ hội tốt. Hiện tại, rất hảo đại gia cùng một chỗ xuất thủ, đừng cho hai người bọn họ tụ hợp. Chương 785, Kế Ngôn sư đệ. Không đáng giá nhắc tới. Nhan Thục Nhã hy vọng đám người lập tức xuất thủ, không muốn cho Kế Ngôn liên thủ với Lữ Thiếu Khanh cơ hội. Bất quá có người đối với cái này khịt mũi coi thường. Kế Ngôn sư đệ, cái kia gọi Trương Chính gia hỏa đúng không? Ta nghe nói qua hắn, bất quá là một cái gan nhỏ tham lam gia hỏa thôi, có thể có bao nhiêu lợi hại. Đúng đấy, đối thủ của chúng ta chỉ có Kế Ngôn một người thôi. Nhan đại nhân, ngươi trước xuất thủ, nhóm chúng ta đi theo ngươi bên trên. Nhan Thục Nhã muốn cho cùng nàng đối nghịch người đến một chùy trước tử. Nàng dứt khoát đối Khu Hổ cùng Hình Chỉ nói, Kế Ngôn hiện tại thương thế còn chưa lành, tranh thủ thời gian xuất thủ, lại mang xuống, đối nhóm chúng ta rất bất lợi. Khu Hổ cùng Hình Chỉ liếc nhau, hai người cũng không tin tưởng Nhan Thục Nhã. Nhan đại nhân, ngươi tự hồ đối với Kế Ngôn sư đệ, cái kia gọi Trương Chính người rất kiêng kỵ. Hình Chỉ thử thăm dò hỏi, ngươi gặp qua hắn? Đâu chỉ gặp qua, còn bị hắn đánh qua. Đáng tiếc, chuyện này không thể nói ra được. Nhan Thục Nhã chỉ có thể tránh không đáp, nàng quay đầu đi chỗ khác, hắn không thể so với Kế Ngôn chênh lệch. Lời này càng thêm khó mà để cho người ta tin tưởng. Khu Hổ cười ha ha một tiếng, nhân tộc bên trong xuất hiện Kế Ngôn dạng này người đã rất đáng ngờm rồi, làm sao có thể còn có cái thứ hai. So với thiên phú thực lực, nhóm chúng ta thánh tộc nhân tài là mạnh nhất. Thánh tộc người, đặc biệt là thánh địa sinh hoạt người, theo xuất sinh bắt đầu, bọn hắn nghe được chính là thánh tộc là hoàn mỹ nhất chủng tộc, nhân tộc là thấp, ti tiện, ngu muội chủng tộc. Chỉ xứng cho thánh tộc làm nô lệ, chỉ xứng cho thánh tộc nô dịch. Có Kế Ngôn lợi hại như vậy một cái nhân tộc thiên tài đã không tệ,
làm sao có thể còn có tới sánh vai người. Hình chỉ lắc đầu, đối với Nhan Thục Nhã loại này lo lắng người điểm không hiểu, thậm chí trong lòng âm thầm coi nhẹ. Cái kia Trương Chính có cái gì đáng giá lo lắng? Hắn cười, tựa như một vị túc trí đa mưu nho sĩ, ôn tồn lễ độ, nhắc nhở Nhan Thục Nhã, Nhan đại nhân, chúng ta bây giờ chủ yếu mục tiêu là Kế Ngôn, mà không phải hắn cái kia sư đệ. Hắn cái kia sư đệ tại thánh địa phía dưới, tự nhiên có người đi đối phó hắn, không cần nhóm chúng ta quan tâm. Nhan Thục Nhã kém chút liền muốn hét lớn một tiếng, Kế Ngôn sư đệ đã sớm đi lên. Bất quá cuối cùng vẫn là lý trí nhường nàng cứ thế mà nhịn được. Nàng không thể, cũng không dám. Nhan Thục Nhã cái này thời điểm mới cảm giác được Lữ Thiếu Khanh, nhường nàng lập xuống lời thề là có bao nhiêu buồn nôn. Chuyện lúc trước nàng một chút xíu cũng không có thể để lộ ra đi. Cho nên, ở đây tất cả mọi người không biết rõ Lữ Thiếu Khanh đã sớm xuất hiện tại phía trên. Nhan Thục Nhã thở dài, những người này ở đây nơi này lãng phí thời gian, nàng nghĩ kiểm điểm tiện nghi cũng làm không được. Được rồi, vẫn là trở về đi. Nhan Thục Nhã bên này đang định rời đi thời điểm, bỗng nhiên một thanh âm vang lên, có thể hay không nhường một chút, các ngươi đều ở nơi này chặn lấy, ta không đi vào. Thanh âm quen thuộc nhường Nhan Thục Nhã kém chút hét dầm lên. Lữ Thiếu Khanh nhanh đuổi chậm đuổi, cuối cùng trở về. Vừa về đến liền thấy nhiều người như vậy vây quanh ở nơi này, chung quanh không có xảy ra chiến đấu dấu hiệu, nhường Lữ Thiếu Khanh một thời gian không nghĩ ra. Những này ra hỏa vây quanh ở nơi này muốn làm gì? Xem kịch sao? Nghe được Lữ Thiếu Khanh thanh âm, mọi người ánh mắt nhao nhao rơi vào đứng lơ lửng giữa không trung Lữ Thiếu Khanh. Có người hô to, Trương Chính, là ta, Lữ Thiếu Khanh phất phất tay, như là minh tinh, mặt mang mỉm cười, mọi người tốt a. Nhan Thục Nhã nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh xuất hiện về sau, sắc mặt nàng càng thêm trợn nhìn. Đi sông Tuyệt Phách Liệt Uyên sao? Nhất định biết rõ ta lừa hắn. Nhan Thục Nhã lặng lẽ đem thân thể của mình hướng hình chỉ sau lưng chuyển, tận khả năng không để cho mình bị Lữ Thiếu Khanh phát hiện. Ở đây trong mọi người, có lẽ chỉ có Nhan Thục Nhã tự mình hiểu qua, biết rõ Lữ Thiếu Khanh thực lực. Những người khác, đối Lữ Thiếu Khanh không có tiếp xúc, thậm chí có người hay là lần thứ nhất gặp Lữ Thiếu Khanh. Bọn hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh ánh mắt thay đổi, trước mắt người này thực lực hẳn là không mạnh bằng Kế Ngôn A. Hình chỉ rất kỳ quái, hắn không phải là tại dưới núi sao? Làm sao đi lên nơi này? Nhan Thục Nhã nói, nhìn hắn bộ dáng, đã sớm đi vào Thánh Sơn lên, hẳn là làm một loại nào đó sự tình, bị Thánh Chủ phát hiện. Khu hổ thấp giọng, hắn hẳn là so Kế Ngôn dễ đối phó A. Hô hấp của hắn dần dần dồn dập lên, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt như là thấy được một cái tuyệt thế mỹ nữ. Nhan Thục Nhã cùng khu hổ xem như quan hệ không tệ, nghĩ nghĩ, nàng quyết định vẫn là phải khu hổ một cái nhân tình. Nàng nhắc nhở khu hổ, ngươi tốt nhất đừng khinh thường hắn. Hắn không đơn giản. Hình chỉ trong lòng đối Nhan Thục Nhã càng phát ra coi nhẹ. Hắn cười lên, Nhan đại nhân, ngươi sẽ không muốn nói. Ngươi không sợ Kế Ngôn, ngược lại sợ cái này Trương Chính A. Nhan Thục Nhã nhàn nhạt nói, Kế Ngôn thụ thương chưa lành. Chúng ta những người này liên thủ, chưa chắc sẽ thua bởi hắn. Trương Chính, hắn cũng không có thụ thương. Khu hổ nói, không bị thương lại như thế nào. Hắn không có khả năng có Kế Ngôn mạnh như vậy. Lữ Thiếu Khanh bộ dáng nhìn không giống lợi hại nên có bộ dạng, mà lại là Kế Ngôn sư đệ. Tại người trong tiềm thức, sư đệ khẳng định là so sư huynh yếu. Đánh không lại Kế Ngôn, hẳn là còn không đánh lại người Trương Chính. Ý nghĩ như vậy không đơn giản chỉ có khu hổ có, những người khác cũng có. Cho nên bọn hắn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt cũng trở nên hung ác, tham lam. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, đám này ra hỏa, nhất định phải đánh nhau sao? Các ngươi kiêng kỵ ta sư huynh, liền không kiêng kỵ một cái ta. Hẳn là bởi vì ta dáng rất đẹp trai, các ngươi không có kiêng kỵ ta, ngược lại ghen ghét ta. Ai, cái này không có biện pháp, soái loại này đồ vật là không sửa đổi được. Lữ Thiếu Khanh đối bọn họ nói, tốt, cũng trở về đi, thánh chủ cùng các ngươi mở một trò đùa. Lớn mật, có người lập tức quát, dám đối thánh chủ bất kính. Ngươi quả nhiên là ti tiện nhân tộc. Lữ Thiếu Khanh biến sắc, lộ ra ủy khuất biểu lộ, đại lực vỗ ngực, ta cũng là thánh tộc A, ta cùng ta sư huynh đều là thánh tộc, không thể giả được thánh tộc. Các ngươi có thấy giống ta như vậy xuất khí nhân loại sao? Các ngươi gặp qua nhân loại là cái dạng gì sao? Thánh chủ hắn bị tiểu nhân che đậy, oan uổng ta cùng ta sư huynh. Ta tới đây chính là muốn tìm ta sư huynh cùng đi gặp thánh chủ, đi hướng thánh chủ tự chứng trong sạch. Các ngươi không nên ở chỗ này chậm trễ nhóm chúng ta thời gian, tản đi đi, tản đi đi. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh than thở khóc lóc, ủy khuất ba ba bộ dáng, nhưng không ai tin tưởng, cũng tại lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Có người cuồng nhân hô, thánh chủ chưa từng phạm sai lầm. Không sai, thánh chủ chưa từng phạm sai lầm. Không nên cùng hắn nhiều lời, giết hắn. Vừa dứt lời, liền có người xuất thủ. Ầm vang bộc phát khí tức,
cường đại năng lượng quét sạch, mấy người cùng một chỗ hướng về phía Lữ Thiếu Khanh xuất thủ. Chương 786, hung tàn kế ngôn sư đệ. Mấy người khí tức bộc phát, cường đại khí tức đè ép cùng một chỗ, không gian cấp tốc bành trướng, phát sinh vặn vẹo. Xuất thủ mấy người sắc mặt dữ tợn, trong mắt lóe ra tàn nhẫn ánh mắt. Kế ngôn rất mạnh, giết hắn sư đệ, cũng coi là hung hăng giáo huấn kế ngôn một trận. Mà lại, xuất thủ mấy người trong lòng cũng quyết định chủ ý, giết Lữ Thiếu Khanh về sau, cấp tốc bỏ chạy. Dù sao giết một cái nhân tộc gian tế công lao chạy không thoát. Bên cạnh có người thấp giọng kinh hô, là Tế Hồng đại nhân. Xuất thân tiểu tộc, lại thiên phú hơn người, bất mãn 50 tuổi cũng đã bước vào nguyên anh kỳ, hiện tại đã là nguyên anh 3 tầng cảnh giới. Chết ở trên tay hắn người vô số kể, trong đó không thiếu thánh địa đệ tử. Hắn cũng là trong chúng ta mạnh nhất mấy người một trong. Dù sao tiểu tộc xuất thân, nhanh như vậy liền không nhịn được, ha ha. Ngươi biết cái gì, trước mắt Trương Chính tuyệt đối không có kế ngôn mạnh, cho nên trước xuất thủ, chiếm được tiện nghi, người ta thông minh ra đây. Người chung quanh nhao nhao thấp giọng nghị luận, nhìn xem Tế Hồng mang theo mấy người xuất thủ. Tế Hồng điều khiển một hệ pháp thuật tản ra màu xanh sẫm quang mang, như là một đôi cự nhân xúc tu từ dưới đất chui ra, phía trên che kín gai nhọn, hướng phía Lữ Thiếu Khanh bổ xuống. Theo sát phía sau chính là mấy cái khác ma tộc tu sĩ, bọn hắn có điều khiển pháp thuật, có ngự kiếm mà ra, có dương cung cải tên, cũng có hai người thân ảnh bùng lên, tới gần Lữ Thiếu Khanh, tựa như thích khách, tùy thời mà động. Mấy người mặc dù lần thứ nhất liên thủ, nhưng bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vừa ra tay, liền phối hợp lẫn nhau, triệt để đem Lữ Thiếu Khanh đường lui phong kín. Thấy cảnh này, Khu Hồ lắc đầu, 10 điểm tiếc hận, ai, chậm một bước. Nhan Thục Nhã thờ ơ lạnh nhạt, thân ảnh lập tức triệt thoái phía sau, nàng đối Khu Hồ nói, ngươi có thể hiện tại xuất thủ, bất quá ngươi đến cân nhắc rõ ràng. Khu Hồ lắc đầu, được rồi, hắn cũng chết chắc, ta cũng không tiện đoạt. Trên thực tế là sợ đắc tội với người, Tế Hồng thực lực không yếu hơn hắn, cùng một chỗ xuất thủ bên trong cũng có người thân phận không thể so với hắn thấp. Hình Trì nhìn thấy Nhan Thục Nhã biểu hiện như thế gan nhỏ, trách không được là Nhan gia chi lẻ tộc nhân, không chiếm được chủ gia coi trọng. Hắn cười nói, Nhan đại nhân, làm gì? Hình Trì chưa nói xong, không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng bạo hưởng. Một cỗ cuồng bạo kiếm ý bộc phát, nóng bỏng, cuồng bạo khí tức nhường đám người tựa như cảm thấy mặt trời bộc phát. Đám người kinh hãi, xem xét, trong sân Lữ Thiếu Khanh trong tay mặc quân kiếm hung hăng vung ra. Sáng chói kiếm quang, như là mặt trời, không hề cố kỵ bộc phát ra uy lực của nó. Tế Hồng pháp thuật tại đạo này kiếm quang trước mặt như là màu xanh lá kính, vừa mới tiếp xúc liền sụp đổ, một lần nữa hóa thành đầy trời linh khí. Về phần những người khác công kích, tại đạo này kiếm quang mặt, bọn hắn tựa như muốn dung chuyển đại thụ sâu kiến đồng dạng buồn cười. Tế Hồng sắc mặt đại biến, lực lượng cường đại nhường hắn ngực khó chịu, lảo đảo không thôi. Những người khác so với hắn thảm nhiều, tiên huyết trực phún, có hai người kêu thảm trọng thương hôn mê. Tế Hồng bọn người liều mạng mới đem cái này một kiếm cản lại. Trên mặt bọn họ lộ ra hoảng sợ, xoay người bỏ chạy. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt băng lãnh, đã xuất thủ, khẳng định không thể thủ hạ lưu tình, giết gà dọa khỉ. Mặc quân kiếm lại một lần nữa vung ra. Không hỏa, một đóa đóa đen trắng hỏa diễm bỗng dưng mà hiện, mang theo sát cơ chí mạng thẳng hướng Tế Hồng bọn người. Đen trắng hỏa diễm như là nhẹ nhàng bông tuyết, rơi vào Tế Hồng mấy người trên thân. Một nháy mắt, vô số đạo kiếm ý tại hỏa diễm bên trong bộc phát. Kiếm quang xé rách thân thể của bọn hắn, kiếm ý phá hủy lấy linh hồn của bọn hắn. Tế Hùng vĩ tiếng kêu thảm thiết, hắn đem hết toàn lực cũng không cách nào giải quyết thể nội tứ ngược kiếm ý. Cuối cùng nhục thân sụp đổ hắn trước tiên nguyên anh ly thể, nghĩ đến chạy khỏi nơi này. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh sớm có phòng bị, thân ảnh lóe lên, vung tay lên, phong tỏa không gian xung quanh, nhẹ nhõm đem Tế Hồng Nguyên Anh cầm tại trong tay. Mấy người khác bất quá là kết đan kỳ, thực lực thấp, nhao nhao kêu thảm khí tuyệt, vết thương chồng chất, máu me đầm đìa thi thể ngã xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, cũng trọng trọng nện ở những người khác trong lòng. Cơ hồ là trong chớp mắt, Nguyên Anh ba tầng Tế Hồng liền bị giết đến Nguyên Anh ly thể chạy trốn, hơn nữa còn chạy không thoát. Tế Hồng Nguyên Anh tại Lữ Thiếu Khanh trong tay, tựa như một cái tiểu nhân oa oa, trên mặt tràn đầy hoảng sợ, liều mạng giãy giụa. Lữ Thiếu Khanh cầm kiếm mà đứng, lạnh lùng quét mắt đám người, băng lãnh ánh mắt nhường rất nhiều trong lòng người hoảng sợ. Lữ Thiếu Khanh không nói lời nào, chậm rãi giơ lên Tế Hồng Nguyên Anh, Tế Hồng tựa hồ biết rõ đại họa lâm đầu, vội vàng cầu xin tha thứ, vạn phần hoảng sợ. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt càng thêm băng lãnh, thần thức tuôn ra, đem Tế Hồng ý thức nhẹ nhõm xóa đi. Nhan Thục Nhã cảm nhận được kia cổ thần thức, cả kinh kém chút kêu lên. Nàng khắc sâu ấn tượng, thậm chí, nàng đột nhiên cảm giác được đầu của mình lại tại đau. Lữ Thiếu Khanh ngay trước mặt mọi người đem Tế Hồng Nguyên Anh hấp thu, chút điểm không dư thừa. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, trong lòng hàn khí ứa ra. Quá hung tàn. Hắn thật là nhân tộc sao?
nhóm chúng ta thánh tộc cũng làm không được hung tàn như vậy. Giết người không nói, liền Nguyên Anh cũng không buông tha, bởi như vậy, Tế Hồng chỉ có thể đầu thai. Nhưng mà, tiếp theo màn, làm cho tất cả mọi người càng thêm sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, một đạo gần như trong suốt, nhạt trắng đồ vật theo Tế Hồng trên thân thể toát ra, bị hắn khống chế tại trong tay. Đón lấy, Lữ Thiếu Khanh thủ trưởng nắm lại. Đám người tựa hồ nghe đến Tế Hồng tiếng kêu thảm thiết, linh hồn của hắn cũng trốn không thoát, cứ thế biến mất. Những người khác hạ tràng cũng là, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng vung tay lên, mấy người kia linh hồn cũng tại trong tiếng kêu thảm tiêu tán, trở về tại thiên địa. Âu Hổ cảm thấy mình hai chân đang run rẩy, trong lòng của hắn gọi thẳng may mắn mới vừa rồi không có thừa cơ xuất thủ, không phải vậy kết cục của hắn cùng Tế Hồng đồng dạng. Hình Chỉ sắc mặt trắng bệch, há to mồm, nhảy không ra nửa chữ tới. Hắn xem như biết rõ Nhan Thục Nhã vì sao lại đối Lữ Thiếu Khanh như thế kiêng kỵ. Cái này ra hỏa so với hắn sư huynh còn muốn hung ác tàn bạo. Nhan Thục Nhã cũng là hoảng sợ không thôi, nàng đột nhiên cảm giác được mình có thể sống sót thật sự là quá may mắn. Tuyệt đối là tổ tông phù hộ, không phải vậy nàng liền đầu thai tư cách cũng không có. Lữ Thiếu Khanh làm xong đây hết thảy về sau, thần sắc lạnh nhạt, lần nữa vẫn nhìn đám người, nhàn nhạt vấn đạo, còn có người muốn xuất thủ sao? Nghĩ nghĩ, Lữ Thiếu Khanh lại lớn vung tay lên. Kiếm quang rơi xuống, mất đi khí tức mấy cỗ thi thể trở thành máu thịt vụn, tiếp lấy giấy lên ánh lửa, trong không khí lan tràn lấy một cỗ thịt nướng hương vị, cuối cùng hóa thành cho tàn đón gió phiêu tán. Tĩnh mịch, mặc dù ở đây nơi này còn có hơn 30 người, nhưng không ai dám kít một tiếng. Cho dù là hô hấp cũng cẩn thận nghiêm túc. Không ít người lặng lẽ nuốt nước bọt, sinh lòng thoái ý. Ban thưởng tuy tốt, nhưng mạng nhỏ chỉ có một cái, có mệnh cầm mới được. Lữ Thiếu Khanh chấn nhiếp đám người. Sau đó hô to, còn không mau chạy ra đây, ở bên trong đi sao? Kế Ngôn thân ảnh xuất hiện, nhìn qua lạnh lùng Kế Ngôn, đám người càng thêm sợ hãi. Chuyện này đối với sư huynh đệ, đều không phải là loại lương thiện. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn bỏ mặc đám người, tại mọi người trong ánh mắt, hai người bay lên không, nhanh chóng biến mất. Chương 787, đừng ép ta tại rất vui vẻ thời điểm quất ngươi. Lữ Thiếu Khanh rời đi về sau, thúc giục Kế Ngôn, nhanh lên, nhanh lên. Kế Ngôn lạnh nhạt không gì sánh được, vội cái gì? Không phải nói chỉ cho phép Nguyên Anh Kỳ trở xuống người xuất thủ sao? Nguyên Anh Kỳ, ngươi thì sợ gì? Thánh chủ là dự định lợi dụng hai người bọn họ làm đá mài đao, đến tôi luyện một phen thánh địa đệ tử. Mà Nguyên Anh Kỳ cảnh giới đối thủ, liền xem như Nguyên Anh hậu kỳ, Kế Ngôn cũng không sợ. Lữ Thiếu Khanh mắng to, ngươi có phải hay không ngốc? Ma tộc người xem xét liền không có danh dự có thể giảng, đến thời điểm phát hiện đánh không lại chúng ta, ngươi nói những cái kia hóa thần sẽ không sẽ ra tay. Lại nói, bọn hắn nhân số đông đảo, Sa Luân Chiến cũng cạo chết nhóm chúng ta. Đáng chết Mộc Vĩnh, ngươi chờ đó cho ta. Lữ Thiếu Khanh trong lòng phẫn hận không thôi, một lần lại một lần hỏi thăm Mộc Vĩnh. Hận không thể đem Mộc Vĩnh một thân xương cha tử cũng dương. Kế Ngôn đối dưới mắt tình cảnh không có chút nào lo lắng. Hắn cười, như thế cũng tốt, nhóm chúng ta hảo hảo đại chiến một phen. Chiến đấu, là Kế Ngôn rất ưa thích sự tình, theo chiến đấu bên trong cảm ngộ, tăng lên thực lực của mình. Là ngươi, không phải ta, Lữ Thiếu Khanh tức giận, bằng không ngươi lưu lại, giúp ta ngăn trở bọn hắn tất cả mọi người, để cho ta chạy trước. Kế Ngôn ngự kiếm mà đi, cảnh vật chung quanh phi tốc lui lại, thổi qua cuồng phong thổi đến bạch y bay phất phới. Nhớ tới vừa rồi những người kia biểu hiện, Kế Ngôn thất vọng nói, còn tưởng rằng bọn hắn sẽ liều lĩnh đến ngăn cản. Làm sao? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt bất thiện nhìn qua Kế Ngôn, có phải hay không nghĩ đến nhường bọn hắn cùng nhau tiến lên tới đối phó ta? Ta liền nói, cái này nhiều người tới, ngươi còn trốn ở bên trong làm gì, thành tâm a. Kế Ngôn thản nhiên nói, ta thụ thương. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, thụ thương. Thụ thương không tầm thường a, cũng không phải ta tạo thành. May mắn ta thông minh, không phải vậy nhất định phải dẫn xuất đại phiền toái. Kế Ngôn không quan trọng nói, dựa theo tính cách của ngươi, ngươi không nên đem bọn hắn toàn bộ làm thịt sao. Lần này phát thiện tâm, Lữ Thiếu Khanh không xuất thủ coi như xong. Vừa ra tay khẳng định tận khả năng giải quyết hết dấu vết. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, ngồi trên người mặc quân kiếm, đầy dẫy ưu thương nhìn qua phía trước, ngươi cho rằng ta không muốn a? Nhưng là nơi này cái gì địa phương? Đem nhỏ bé làm thịt, ngươi cảm thấy lớn có thể hay không nhảy ra? Coi như bọn hắn đối đãi thánh chủ như đối đãi cha ruột đồng dạng nghe lời, cũng sẽ lựa chọn làm cái nghịch tử nhảy ra giết chết ta. Lữ Thiếu Khanh sợ trêu chọc đến hóa thần kỳ trở lên lão yêu quái, hắn chỉ có thể giết mấy người đến giết gà dọa khỉ. Vừa vặn đám người nghị luận Tế Hồng là xuất thân tiểu tộc, nghĩ đến không có cường đại hậu trường, lại là cái thứ nhất xuất thủ. Không lấy ra làm gà giết đơn giản xin lỗi hắn. Kế Ngôn minh bạch, lạnh lùng trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười, xem ra ta không xuất thủ là chính xác. Thả ngươi cái rắm, Lữ Thiếu Khanh không thể gặp Kế Ngôn tự luyến,
ít tại chỗ ấy tự mình khen tự mình, ngươi có ta thông minh sao? Nói, tự mình khen từ bản thân đến, gật gù đắc ý, dương đắc ý, giết gà dọa khỉ, đám kia sợ hằng ít nhất phải sợ trên một hồi. Đoạn này thời gian, đầy đủ nhóm chúng ta chạy trốn. Trước đó Lữ Thiếu Khanh bởi vì chưa quen thuộc địa phương, tìm tới Tuyệt Phách Liệt Uyên muốn hơn một ngày thời gian, hiện tại biết rõ vị trí về sau, bằng vào tốc độ của hai người, tối đa cũng chỉ cần nửa ngày thời gian. Lữ Thiếu Khanh cho tới bây giờ, bao nhiêu buông lỏng một điểm. Tiến vào Tuyệt Phách Liệt Uyên, phá hư bên trong truyền tống trận, tìm tới sư muội, sau đó lợi dụng xuyên giới bàn ly khai, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn liền an toàn. Nghĩ đến tự mình một nhóm an toàn trở lại 13 châu nhân giới, trở lại Thiên Ngự Phong quen thuộc ổ chó, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được lộ ra nét mừng. Chỉ cần không gặp được những người khác, nhóm chúng ta liền an toàn. Nhưng mà Kế Ngôn nhưng không có Lữ Thiếu Khanh loại này lạc quan, hắn nói, ngươi cảm thấy sự tình sẽ như vậy đơn giản sao? Truy binh ở phía sau, phía trước cũng sẽ có. Nơi này dù sao cũng là Thánh Sơn, là thánh tộc hang ổ, thánh chủ hạ lệnh truy sát, người phía dưới đi lên, phía trên liền không ai xuống tới sao? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lúc này lớn tiếng quát rừng, đem miệng cho ta nhắm lại, đừng ép ta tại rất vui vẻ thời điểm rút ra miệng ngươi. Miệng quạ đen cái gì, ghét nhất, nhưng mà lo lắng cái gì liền đến cái gì. Phía trước có một người chắp hai tay sau lưng, xuất hiện tại hai người bọn họ phải qua trên đường. Mặc dù chỉ có một người, nhưng là cho người ta một loại không thể vượt qua cảm giác. Một mình hắn đứng ở đằng kia, liền như là một ngọn núi, gắt gao ngăn tại trên đường đi của bọn họ, nhường Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn không cách nào đi theo đường vòng. Lữ Thiếu Khanh dừng lại, hướng về phía Kế Ngôn mắng to, ngươi sớm tối cùng cái kia chết bàn tử, miệng quạ đen. Kế Ngôn nhìn xem quay tới người, chủ động mở miệng nói, để ta đến đối phó hắn. Nói nhảm, chẳng lẽ là ta? Người tới Lữ Thiếu Khanh nhận biết, chính là trước đó gặp qua, thánh địa đệ tam thánh tử, Huyên. Huyên mang trên mặt nụ cười, giống một vị khiêm khiêm công tử, tựa hồ ngay tại đường bên trên chờ cố nhân đồng dạng. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, trên mặt hắn có nụ cười, trong mắt lại mang theo ngưng trọng, trong lòng tràn đầy kiêng kỵ. Ba người ánh mắt tại không trung tướng đụng, vô hình uy áp chạm vào nhau, tựa hồ cọ sát ra vô hình hoa lửa. Huyên trong lòng kiêng kỵ càng đậm, hắn chậm rãi mở miệng, Trương huynh, không nghĩ tới tại loại này tình huống phía dưới gặp mặt. Lữ Thiếu Khanh che mắt đối Huyên nói, tam thánh tử, ngươi đi đi, ta hôm nay coi như không gặp được ngươi, như thế nào? Huyên bó tay rồi, đùa giỡn hay sao? Hắn nụ cười không thay đổi, hai vị, các ngươi là trốn không thoát, không bằng ngoan ngoãn đi theo ta đi lên gặp sư phụ. Lấy hai người các ngươi thực lực, sư phụ tất nhiên sẽ trọng dụng các ngươi. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, có thể đầu hàng sao? Huyên gật đầu, ngữ khí ngạo nghễ. Đương nhiên, các ngươi là tu sĩ, đã không phải là thấp kém nhân loại, chỉ cần đầu nhập vào tới, cũng là ưu tú nhất thánh tộc. Làm gì còn muốn cùng thấp kém nhân loại xen lẫn trong cùng một chỗ? Mở miệng một tiếng thấp kém nhân loại, đủ để nhìn ra được thánh tộc tầng trên đối với nhân tộc thái độ. Lữ Thiếu Khanh không có tức giận, hắn tiếp tục hỏi, thánh chủ không phải hạ lệnh muốn tru sát hai người chúng ta sao? Khiến cho thanh thế lớn như vậy, kém chút đem ta dọa cho chết rồi. Huyên cũng là không kiên nhẫn kỳ phiền, nói, lời mặc dù nói như thế, nhưng là các ngươi nguyện ý đầu hàng, sư phụ tuyệt đối sẽ ngược lại lý đón lấy. Như thế nào? Các ngươi chỉ cần đầu hàng, thánh địa tài nguyên có thể để các ngươi có thể tiến bộ nhanh hơn, chưa hẳn không thể cùng nhóm chúng ta ba vị thánh tử bình khởi bình tọa. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe, rất không cao hứng reo lên, thật sự là, cái này sự tình vì cái gì không nói sớm một chút đây. Chương 788, có thể đầu hàng làm gì không nói sớm. Lữ Thiếu Khanh phản ứng nhường Huyên ngây ngẩn cả người. Nhìn, tự hồ có đầu hàng ý tứ. Huyên trong lòng có mấy phần kích động. Đối với mình sư phụ tính cách, Huyên rất rõ ràng, chỉ cần là hữu dụng nhân tài, có thể đối phó nhân tộc, đều có thể bị tiếp nhận. Nếu như hắn thuyết phục Kế Ngôn, cùng Lữ Thiếu Khanh hai cái này nhân tộc thiên tài đầu nhập vào thánh tộc, hắn nhất định có thể có được sư phụ ban thưởng. Kết quả là, hắn lần nữa vấn đạo, Trương huynh, ý lời này của ngươi. Lữ Thiếu Khanh rất không cao hứng, loại sự tình này quan nhân mệnh đại sự, làm sao có thể như thế trò đùa. Thánh chủ có phải hay không não có bệnh? Có thể đầu hàng làm gì không nói sớm? Làm ta sợ muốn chết. Huyên trên mặt lộ ra vẻ tức giận, Lữ Thiếu Khanh nghe lại không giống muốn đầu hàng bộ dạng. Ngươi không muốn đầu hàng sao? Huyên đè ép trong lòng phẫn nộ, lạnh lùng hỏi. À không, Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, ta hiện tại không có ý định đầu hàng. Huyên trong lòng lửa giận càng tăng lên, vậy ngươi hỏi cái gì? Lữ Thiếu Khanh chi tiết cáo chi, hỏi trước rõ ràng, chờ sau đó đánh không lại, ta lại đầu hàng. Dừng một cái, lần nữa thành khẩn thỉnh giáo, đến thời điểm thánh chủ còn tiếp nhận a? Tiếp nhận ngươi cái rắm. Huyên trong lòng lửa giận đè nén không được, sát khí không cầm được xuất hiện, đáng chết. Ngươi đang trêu cợt ta.
Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, không có a, ta là thật lòng. Nhưng là không đến cuối cùng một khắc, ta cũng không muốn là nhân gian. Đúng, ngươi có hứng thú là ma gian sao? Chết! Huyên rốt cục nhịn không được, Khiêm Khiêm công tử bộ dạng rốt cuộc bảo trì không được. Hắn nâng tay phải lên, một cỗ cường đại linh lực hội tụ tại trong tay, hình thành một cái hắc ám quang cầu. Hào quang màu đen, tản mát ra tà ác quang mang, như là một quả màu đen bom, một kích đủ để nổ rớt một tòa tiểu sơn. Huyền hùng hăng hướng phía Lữ Thiếu Khanh ném mạnh mà đi. Lữ Thiếu Khanh lập tức bứt ra lui lại, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện, kiếm quang lóe lên, quả cầu ánh sáng màu đen bị đánh thành hai nửa. Kế Ngôn cầm trong tay Vô Khâu kiếm đối Huyền nói, đối thủ của ngươi là ta. Huyền lạnh lùng nói, thương thế của ngươi chưa tốt, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thử một chút liền biết. Kế Ngôn chiến ý tăng vọt, tựa như phát hiện con mồi đồng dạng nhường hắn hưng phấn lên. Thánh địa tam thánh tử một trong, thực lực nhất định rất mạnh đi. Bực này đối thủ, chính hợp hắn ý, biết mình thụ thương, đối thủ lại là nổi tiếng lâu đời tam thánh tử một trong, cảnh giới tu vi cao hơn hắn. Kế Ngôn không dám khinh thường, lúc này toàn lực xuất thủ. Một kiếm đâm ra, trong chốc lát đạo đạo kiếm quang, như đầy trời ánh sao, sáng chói sáng tỏ. Thiên địa tựa hồ trong nháy mắt liền bị vô số trường kiếm xuyên thủng, thủng trăm ngàn lỗ. Huyền lông tơ trong nháy mắt đứng thẳng, cái này một kiếm, nhưng hắn cảm thấy mình tựa hồ là một cái sĩ binh đứng tại trên chiến trường. Đối mặt với đầy trời mưa tên, cái này một kiếm, nhưng hắn ngửi được tử vong khí tức, nhưng đầu hắn ra tóc tê dại, Kế Ngôn trước đó cường thế biểu hiện, nhưng hắn đối Kế Ngôn 10 điểm kiêng kỵ, biết rõ Kế Ngôn rất cường đại. Nhưng, tự mình trải qua về sau, hắn mới biết mình vẫn là đem Kế Ngôn nghĩ đến quá đơn giản. Kế Ngôn xa so với hắn trong tưởng tượng còn muốn cường đại. Không nói những cái khác, chính là trước mắt cái này một kiếm, 10 cái kiếm nhất cũng không sử dụng ra được. Huyền trong tay cấp tốc kết ấn, linh lực trong cơ thể sôi trào mãnh liệt. Hai tay đẩy ra, hắn hét lớn một tiếng. Phá! Sóng gợn mạnh mẽ theo hai tay của hắn bộc phát, sáng lên hào quang màu đen. Như là một cái màu đen cự long bay lên không, gào thét một tiếng, đón lấy Kế Ngôn. Bành! Một cỗ linh lực ba động khuếch tán, từng đạo kiếm ý tứ ngược. Dưới chân mấy ngàn dặm núi rừng, thạch lâm tại từng đạo năng lượng xung kích phía dưới, hôi phi yên diệt, hóa thành cho tàn. Cường đại năng lượng tách ra trên trời tối tăm mờ mịt tầng mây. Nóng bỏng ánh nắng vãi xuống, cho Thánh Sơn tăng thêm mấy phần ấm áp. Kế Ngôn cùng Huyền hai người trong nháy mắt liền giao thủ mười mấy hiệp, đánh có qua có lại, kiếm quang sáng chói, kiếm ý tung hoành. Pháp thuật tứ ngược, hủy thiên diệt địa. Huyền nhìn xem Kế Ngôn không hề bận tâm gương mặt, trong lòng vừa sợ vừa giận, song phương nhìn như bất phân thắng bại, trên thực tế là hắn Huyền thua. Tu vi cảnh giới mạnh hơn Kế Ngôn, tại tăng thêm Kế Ngôn bị thương, hắn thế mà chỉ là cùng Kế Ngôn bất phân thắng bại. Nếu là Kế Ngôn không có thụ thương đây, hắn Huyên còn có thể đánh thắng được Kế Ngôn sao? Đáng chết! Huyên tự xưng là tự mình lòng dạ sâu, nội tâm ý nghĩ chưa từng biểu hiện tại trên mặt, để cho người ta không cách nào nhìn thấu hắn. Nhưng là, hôm nay, hắn thất thố. Đối mặt Kế Ngôn đối thủ như vậy, hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có thất bại. Huyên tự nhận tự mình là tuổi trẻ tiểu bối bên trong người nổi bật, trừ của mình hai vị sư huynh dựa, vào cảnh giới tu vi đè ép hắn một đầu bên ngoài. Hắn tự nhận cùng tuổi cùng thế hệ bên trong không còn có người là đối thủ của hắn. Dù là kiếm gia thiên tài kiếm nhất, thần bí khó lường Mộc Vĩnh, hắn cũng có lòng tin có thể áp chế. Nhưng mà đối mặt Kế Ngôn, dù là hiện tại là bất phân thắng bại, trong lòng của hắn có một loại trực giác, hắn không thắng được Kế Ngôn. Hắn không phải là đối thủ của Kế Ngôn. Dạng này trực giác, nhường kiêu ngạo hắn đón chịu không được. Nên, đáng chết. Huyền giống giận, lại một lần nữa đem tự thân khí tức nhảy lên tới cực điểm, chuẩn bị xuất ra sát chiêu của mình đến hảo hảo đối phó Kế Ngôn. Bất quá ngay tại hắn sắp xuất thủ trong nháy mắt, bỗng nhiên bên cạnh bộc phát ra một cỗ kiếm ý, nóng bỏng, cuồng bạo, tựa như trên trời mặt trời, làm cho người không cách nào coi nhẹ. Một cỗ cảm giác nguy hiểm đánh tới, Huyền lông tơ lại một lần nữa từng chiếc dựng thẳng lên, dọa đến hắn kém chút kêu ra tiếng. Hắn thân ảnh liên tục bùng lên, độn tránh ngàn dặm, trong nháy mắt ly khai tại chỗ. Đợi đến cảm giác nguy hiểm biến mất, Huyền mới dám dừng lại, chưa tỉnh hồn hắn quay đầu nhìn lại. Nơi xa, Lữ Thiếu Khanh cầm mặc quân kiếm xuất hiện tại hắn ban đầu vị trí. Nhìn thấy Huyền ánh mắt nhìn sang, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, ai nha, phản ứng thật nhanh. Tốt, không sao, cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, tiếp xuống ta ở bên cạnh nhìn xem liền tốt, ta không sẽ ra tay. Ta tin ngươi cái quỷ. Huyền muốn mắng người, càng muốn giết hơn người. Hèn hạ. Cuối cùng Huyền vẫn là không nhịn được, không mắng trong lòng khẩu khí kia ra không được. Lữ Thiếu Khanh không cao hứng, sao có thể mắng chửi người đây? Ta bất quá là muốn thử xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Hiện tại thử, ngươi thật sự rất lợi hại, có tư cách cùng ta sư huynh đánh. Các ngươi tiếp tục đi, nhanh, ta đuổi thời gian đây.
Huyên là người thông minh, Lữ Thiếu Khanh lời này nhường trong lòng của hắn lập tức sinh ra thoái ý. Đuổi thời gian, có phải hay không còn muốn tiếp tục đánh lén đây? Huyên tự nhận thực lực của mình cường hãn, nhưng cũng không có tự đại đến cho là mình có thể một người đánh thắng được Kế Ngôn, cùng Lữ Thiếu Khanh liên thủ. Kế Ngôn một cái đều để hắn cảm giác được không cách nào chiến thắng, hơn đừng đề cập còn có người liên thủ. Lợi hại hơn nữa, tướng lĩnh cũng không phòng được trên chiến trường ám tiễn. Hừ. Huyên trong lòng cân nhắc một phen về sau, thân ảnh chậm rãi biến mất, đồng thời để lại một câu nói, cái nhục ngày hôm nay, ta nhớ kỹ. Chương 789, tất cả mọi người muốn làm ngư ông. Huyên rút lui, Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, cái này tiểu tử rất thông minh. Nhưng cùng lúc cũng có tiếc nuối, thông minh như vậy ra hỏa, đáng tiếc không có thời gian giết chết hắn, ngày sau sớm muộn cũng sẽ có phiền phức. Kế Ngôn không hài lòng, ngươi nhúng tay làm gì? Ta có thể đánh bại hắn. Sau đó thì sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, chờ ngươi đánh bại hắn, trời đã tối rồi, truy binh phía sau đã sớm đánh tới. Cùng nhau xử lý chính là. Kế Ngôn xem thường, đối với truy binh sau lưng không có để ở trong lòng. Những người kia liên hợp lại thực lực rất cường đại, nhưng là bọn hắn tư tâm quá nặng, từng cái cũng muốn làm ngư ông. Không người nào nguyện ý làm chim đầu đàn, đối với dạng này người, đến bao nhiêu, Kế Ngôn đều không sợ. Kế Ngôn cảm thấy 10 điểm đáng tiếc là Huyên đối thủ này. Dù sao cũng là thánh địa thánh tử, thực lực vẫn là rất mạnh. Lữ Thiếu Khanh mới không thèm để ý cái này, Huyên bị dọa đi là tốt nhất. Huyên thực lực rất mạnh, hắn liên thủ với Kế Ngôn có thể đánh bại hắn, nhưng không có lời. Đánh bại hắn sẽ chỉ tiêu hao trạng thái bản thân tinh lực, bất lợi cho tiếp xuống chạy trốn. Vạn nhất Huyên bị buộc chó cùng rứt dậu, xuất ra đại sát chiêu gì, trọng thương hai người mình, vậy nhưng thật xong. Đi, đi nhanh lên. Nhan Thục Nhã bọn người nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thân ảnh biến mất, mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, trong không khí tản ra xấu hổ cùng nhẹ nhõm bầu không khí. Lúng túng là, nhiều người như vậy thế mà không dám đối phó vậy đối sư huynh đệ. Nhẹ nhõm là, kia hai cái đáng sợ ra hỏa cuối cùng đi. Muốn cái thứ nhất làm liều đầu tiên người hiện tại đã hóa trở thành cho tàn, gắn một chỗ, đã thành phân bón. Bọn hắn cũng muốn làm ngư ông, nhưng không muốn làm trai cỏ. Khu hổ sắc mặt trắng bệch, cuối cùng hướng về phía Nhan Thục Nhã biểu thị cảm tạ, nếu như không phải ngươi nhắc nhở, ta chết chắc. Chết trên tay Lữ Thiếu Khanh, liền đầu thai cơ hội cũng không có, ngẫm lại điều đáng sợ. Chân chính hoàn toàn biến mất. Hình Trì cũng là chật vật nuốt nước bọt, hắn cảm thấy mình hai chân đang run rẩy. Quá, thật là đáng sợ. So với Kế Ngôn còn muốn đáng sợ. Kế Ngôn giết người một cách mất mạng, được chết một cách thống khoái, như thế nào đi nữa còn có đầu thai chuyển thế cơ hội. Lữ Thiếu Khanh đây, giết người không nói, còn như là ma đầu đồng dạng hấp thu nguyên anh, lại diệt đi linh hồn, cuối cùng còn áp chế cốt dương hôi, để cho người ta triệt triệt để, sạch sẽ biến mất ở cái thế giới này. Đây là cỡ nào tàn bạo thủ đoạn. Coi như bọn hắn thánh tộc hiếu sát, cũng không có như thế tàn bạo. Nhan Thục Nhã trong lòng chấn kinh Lữ Thiếu Khanh tàn bạo, bất quá mặt ngoài một mặt ta đã sớm biết rõ hắn sẽ như thế biểu lộ, nhường khu hổ cùng Hình Chỉ không dám xem nhẹ nàng. Trải qua sự tình vừa rồi, hai người đối Nhan Thục Nhã triệt để tin phục. Khu hổ còn hỏi thăm Nhan Thục Nhã tiếp xuống nên làm như thế nào. Nhóm chúng ta muốn theo sau sao? Ở đây hơn 30 người bên trong, đã có người lần lượt đi theo. Nhan Thục Nhã trong lòng đã bỏ đi, Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh biểu hiện quá kinh người, mà những người này lại không chịu tự mình ăn thiệt thòi. Nhan Thục Nhã cảm thấy tiếp xuống đã không có cái gì dùng, chẳng bằng nhanh đi về hảo hảo tu luyện. Nàng vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên mọi người ở đây quay đầu lại, nhìn về phía dưới núi. Dưới núi xuất hiện một đám người, người đếm qua trăm người, mênh mông đung đưa, đằng đằng sát khí, lạnh thấu xương sát ít, quét sạch lên khí tức phảng phất có thể đem trên trời đám mây đông kết. Kiếm ra. Vậy là kiếm ngũ sao? Ngươi chán sống sao? Phải gọi kiếm ngũ đại nhân. Thôi ra cùng Loan ra cũng tới. Thôi Trương Minh đại nhân cũng dẫn đội tới, Thôi ra người tới cũng thật nhiều a. Ha ha, Thôi ra đối Trương chính là hận thấu xương, dù sao 3.000 vạn. Nhiều người như vậy là truy sát hai cái nhân tộc gian tế sao? Bọn hắn chết chắc. Kiếm ngũ đi lên nơi này về sau, ngửi được không trung chiến đấu qua sau còn sót lại khí tức. Chuyện gì xảy ra? Kế Ngôn người đâu? Lúc này có người đem sự tình nói rõ chi tiết ra, cáo chi đi lên đám người. Trương Chính nguyên lai chạy đến phía trên sao? Kiếm ngũ khinh miệt quét mắt đám người một cái, cười lạnh không thôi. Khinh miệt nói, một đám phế vật, nhiều người như vậy cũng không dám xuất thủ. Kiếm Lan cũng vì đệ của mình đánh ôm bất bình. Nhưng đám người này đi lên, lãng phí một cách vô ích danh ngạch, còn không bằng cho ta đệ kiếm nhất. Kiếm Lan lên tiếng, rất khinh bỉ đám người, một đám nhu nhược vô năng ra hỏa. Thôi Trương Minh mang theo Thôi ra người bước đầu tiên đuổi theo, đồng thời lưu lại thanh âm, Trương chính là ta Thôi ra. Một đám người gào thét mà đi, tạo nên cường đại khí tức, như là đem phía dưới cây cối thổi hoa hoa tác hưởng.
Nhan Thục Nhã nhìn xem nhiều người như vậy cùng đi, nàng thay đổi chủ ý, đi cùng, cũng có thể có cơ hội đây. Nàng mở miệng nói, nhóm chúng ta cũng đi theo, đến thời điểm xa xa nhìn xem, nếu có cơ hội lại xuất thủ. Khu hổ bay lên không đi theo đằng sau, trên mặt lại là không có cao hứng bao nhiêu. Hắn thất vọng thở dài, nhiều người như vậy cùng một chỗ truy sát hai người kia, nhóm chúng ta có thể có cái gì cơ hội. Hình Trì đối với cái này biểu thị đồng ý, đúng vậy a, tam đại gia tộc cũng phái ra cao thủ nhiều như mây, dù là kia hai cái nhân tộc gian tế lại cường đại, cũng chỉ có thể nuốt hận. Nói, Hình Trì rất hiếu kỳ, bọn hắn không hướng phía dưới trốn, tại sao muốn đi lên mà đi? Theo đạo lý, Thánh Sơn càng lên cao, cao thủ thì càng nhiều. Hướng xuống trốn mới là bọn hắn lựa chọn chính xác nhất mới đúng, tại sao muốn phản đi đạo, hướng trên núi mà đi? Vấn đề này nhường Nhan Thục Nhã trong lòng có chút hoảng. Nàng nhịn không được nói, bọn hắn khẳng định có lấy khác âm mưu, theo sau nhìn xem liền biết rõ. Khu hổ xem thường, có âm mưu gì đều vô dụng. Nhiều người như vậy xuất thủ, bọn hắn chắp cánh khó thoát. Bỗng nhiên, ba người sau lưng chuyển đến ba đạo lưu quang. Là Đàm Linh, Thời Cơ, Thời Liêu ba vị đại nhân. Hình Trì mắt sắc, thấp giọng nói ra ba người thân phận. Ba đạo lưu quang đi vào ba người trước mặt dừng lại. Nhan Thục Nhã mở miệng trước, khẽ vuốt cằm gật đầu. Đàm Linh đại nhân, Thời Cơ đại nhân, Thời Liêu đại nhân. Mặc dù Nhan Thục Nhã thực lực so với Đàm Linh ba người cũng mạnh, bất quá Đàm Linh ba người là trưởng lão đệ tử. Thân phận so với Nhan Thục Nhã cao hơn, lấy Nhan Thục Nhã khôn khéo, nàng tuyệt đối sẽ không tại cái này sự tình trên đắc tội Đàm Linh những người này. Đàm Linh sắc mặt không hề tốt đẹp gì, thậm chí đều chẳng muốn nói chuyện. Thời Cơ cười cùng ba người chào hỏi, sau đó vấn đạo, ba vị, các người biết rõ hai cái nhân tộc đi hướng nào sao? Nhan Thục Nhã chỉ một cái phương hướng, kia là hướng Tuyệt Phách Liệt Uyên phương hướng. Đàm Linh cắn răng, quả nhiên, đáng chết hỗn đản, ngươi tại sao muốn đi cấm địa? Sau đó lần nữa ngự quang mà đi, ngay cả chào hỏi cũng không đánh, cấp tốc rời đi. Thời Cơ kêu một tiếng, Linh tỷ tỷ, chờ ta một chút. Quả nhiên là Tuyệt Phách Liệt Uyên, Nhan Thục Nhã cũng vội vàng đuổi theo, nàng ánh mắt thăm thẳm, trong lòng âm thầm suy nghĩ, bên trong có cái gì đáng giá bọn hắn như thế để bụng. Nhưng mặc kệ thế nào, Tuyệt Phách Liệt Uyên đối với các ngươi tới nói chỉ là tuyệt địa, ta ngược lại muốn xem các ngươi như thế nào tại nơi này ngã xuống. Chương 790, Truy Giáp Thánh Vệ. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn lại một lần bị người ngăn lại. Lần này chặn đường bọn hắn chính là một đội đầu đội hắc khôi người mặc hắc giáp, võ trang đầy đủ tu sĩ. Nét mặt của bọn hắn tràn ngập lạnh lùng, chế thức màu đen khôi giáp bên trên khắc vẽ lấy một đầu giống như hổ giống như sói hung thú, mở miệng gào thét, dữ tợn kinh khủng. Thân hình cao lớn, mỗi người chỉ ít 2 thước rưỡi trở lên, khôi ngô cao lớn. Cho dù màu đen khôi giáp cũng không che giấu được bọn hắn bưu hãn thân thể cường tráng. Trên người bọn họ có nhàn nhạt sương mù màu đen quanh quẩn. Kia là bọn hắn thực chất hóa sát khí. Bách chiến tinh nhuệ, chân chính cỗ máy giết người. Chỉ có giết người vô số mới có thể có như thế kinh khủng sát khí. Những này hắc giáp tu sĩ so với trước đó, tại Đông Châu, nhìn thấy còn kinh khủng hơn mấy phần. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn vẻ mặt nghiêm túc, hai người cảm giác 10 điểm nhạy cảm. Lần đầu tiên nhìn thấy bọn hắn liền biết rõ bọn hắn tuyệt không phải thiện bối phận, không phải dễ trêu tồn tại. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến muốn điên, đáng chết thánh chủ, ta đâm ngươi cái mông sao? Đương nhiên, đáng chết thánh chủ mấy chữ này Lữ Thiếu Khanh là hạ giọng, không dám lớn tiếng kêu la. Lữ Thiếu Khanh nhìn trước mắt cái này một đội lạnh lùng hắc giáp tu sĩ, trong lòng không ngừng ân cần thăm hỏi thánh chủ tổ tông 18 đời. Hắn tại Đông Châu được chứng kiến hắc giáp tu sĩ lợi hại. Kết trận bọn hắn hoàn toàn có thể đổ sát mấy lần tại mình địch nhân. Yến Châu những tán tu kia bị giết đến kêu cha gọi mẹ. Hắn lúc ấy tại hắc giáp tu sĩ kiệt lực, lại buông lỏng cảnh giác lúc xuất thủ đánh lén khả năng thành công trọng thương bọn hắn. Đi vào Hàn Tinh về sau, hắn hỏi qua Úc Linh, cũng hỏi qua Đàm Linh, đối với hắc giáp tu sĩ có càng nhiều hiểu rõ. Hắc giáp tu sĩ là thánh địa bồi dưỡng quân đội chính quy, lấy quân đội hình thức đến huấn luyện bọn hắn. Bọn hắn rất ít đơn đả độc đấu, bọn hắn hơn am hiểu là kết trận nghênh địch. Kết trận bọn hắn thường thường có thể phát huy ra hơn thực lực cường đại, có thể đối phó cảnh giới cao hơn thực lực mạnh hơn địch nhân. Bọn hắn bình thường chia làm tiểu đội, trung đội, đại đội hành động. Tiểu đội 10 người, trung đội 30 người, đại đội 50 người trở lên. Thánh địa còn theo hắc giáp tu sĩ bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ, những này tinh nhuệ được xưng là truy giáp thánh vệ. Đàm Linh nói qua, tinh nhuệ nhất truy giáp thánh vệ, lấy một cái trung đội lực lượng từng đánh chết một tên Nguyên Anh, kỳ 3 tầng cảnh giới địch nhân. Lúc này xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh, cùng Kế Ngôn trước mặt là một cái đại đội truy giáp thánh. Bọn hắn có lẽ làm không được đánh giết Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, nhưng đủ để có thể ngăn chặn hai người bọn họ một đoạn thời gian. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía bọn hắn hô, uy, chó ngoan không cản đường, có thể hay không nhường một chút. Sát khí một nháy mắt tăng vọt,
Truy giáp thánh vệ mặc dù không nói lời nào, nhưng bọn hắn cũng không phải là băng lãnh không có chút nào tư tưởng khôi lỗi. Kế Ngôn chủ động xuất thủ, Vô Khâu kiếm nhàn nhạt đâm ra. Nhìn như thường thường không có gì lạ, lại tại đâm ra một nháy mắt, hóa thành kình thiên cự kiếm, che khuất bầu trời, hung hăng hướng phía truy giáp thánh vệ đánh xuống. Truy giáp thánh vệ đối mặt Kế Ngôn đột kích, trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Đám người đã sớm đứng vững đi vào trận hình, đối mặt như là trời sập một kiếm. Tất cả mọi người hô hấp tần suất, khí tức ba động cũng nhất trí, trong nháy mắt cho người cảm giác là 50 người dung hợp thành một người. Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh lạnh lùng nhìn xem 50 người linh lực hội tụ, cuối cùng hóa thành một cái to lớn năng lượng cầu sông lên trời. Cuối cùng phát sinh kịch liệt bạo tạc, vô số năng lượng phát tiết, chặn lại Kế Ngôn cái này một kiếm. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, 50 người công kích cộng lại, uy lực rất mạnh. Ở trong lòng so sánh một cái, thấp giọng nói, thôi ra cái kia hàng lởm Nguyên Anh tới, đối mặt bọn hắn cũng phải khóc trở về tình ca ca. Kế Ngôn lần thứ nhất gặp gỡ truy giáp thánh vệ, đối phương tất cả đều là kết đan kỳ, nhưng liên thủ phía dưới lại có thể ngăn cản được hắn cái này, Nguyên Anh trung kỳ công kích. Cứ việc vừa rồi một kiếm càng nhiều hơn chính là đang thử thăm dò, không có đem hết toàn lực, nhưng cũng đủ để chứng minh trước mắt cái này một đội truy giáp thánh vệ kinh khủng. Kế Ngôn lúc này hưng phấn lên, lần nữa xuất kiếm. Tiêu Dao kiếm quyết, đầy trời kiếm ý như từng cơn gió nhẹ thổi qua, mãnh liệt kiếm quang như là mặt trời quang bao phủ đại địa. Một thanh to lớn trường kiếm lần nữa từ trên trời giáng xuống, so với vừa rồi kia một kiếm, cái này một kiếm càng thêm phong mang lăng lệ. Một kiếm rơi xuống, mặt đất trong nháy mắt xuất hiện vô số cái lỗ thủng, vô số kiếm ý như là như mưa rơi xuống, tóe lên vô số bụi đất. Mặt đất rung động phát ra ầm ầm tiếng vang, uy lực cường đại nhường thiên địa đều đang run rẩy. Truy giáp thánh vệ nhóm cảm nhận được tử vong uy hiếp, bọn hắn cùng nhau hét lớn một tiếng, trên người khôi giáp, vũ khí trong tay lần nữa tỏa ra ánh sáng. Mọi người cùng cả đồng dạng, một đao bổ ra. Bọn hắn linh lực chỗ hội tụ thành một cái to lớn thiên đao, hàn quang lập lòe, lao ngược lên trên. Bành! Đao kiếm tương giao, hung hăng va chạm. Song phương công kích bộc phát ra lực lượng cường đại xung kích, đối mặt sóng xung kích, Kế Ngôn không nhúc nhích tí nào, như gió mát quất vào mặt, mà truy giáp thánh vệ cũng là như thế. Bọn hắn duy trì trận hình không thay đổi, như là pho tượng đứng lặng tại nguyên chỗ. Một mực chăm chú nhìn truy giáp thánh vệ Lữ Thiếu Khanh ánh mắt trở nên sắc bén. Đối mặt đột kích lực lượng, bọn hắn cũng là bình quân gánh vác. Có thể hủy diệt một ngọn núi lực lượng rơi xuống, bọn hắn lại có thể đem phân giải, gánh vác đến mỗi người trên thân. Như là một cái sông lớn nước trong nháy mắt chảy vào vô số đầu dòng sông bên trong, lực lượng cường đại rơi xuống mỗi người, trên thân cuối cùng chỉ có thể là một cỗ nho nhỏ lực lượng, đối bọn hắn không tạo được bất kỳ tổn thương. Hội tụ tất cả mọi người lực lượng đối phó địch nhân, phân giải địch nhân cường đại lực lượng. Truy giáp thánh vệ, quả nhiên danh bất hư truyền. Lữ Thiếu Khanh quan sát một phen về sau, hắn ánh mắt rơi vào một cái thân ảnh cao lớn trên thân. Người này đứng tại đội ngũ trung ương, nếu như Lữ Thiếu Khanh đoán được không tệ, hắn chính là chi đội ngũ này đội trưởng. Từ hắn chỉ huy, vận chuyển chi đội ngũ này, hắn là chi đội ngũ này hạch tâm. Phát giác được Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, tên này đội trưởng ánh mắt quay tới, nhìn thoáng qua Lữ Thiếu Khanh. Sau đó mặt không thay đổi quay trở lại. Trần Trụi không nhìn Lữ Thiếu Khanh, mục tiêu của bọn hắn vẫn là trên bầu trời Kế Ngôn. Kế Ngôn biểu hiện, toàn bộ thánh địa đều đặt ở trong mắt, tại bọn hắn xem ra, Kế Ngôn mới là uy hiếp lớn nhất. Ai nha, bị không để ý tới a. Được rồi, không cùng hắn chấp nhặt, con người của ta đại độ nhất. Lữ Thiếu Khanh nói thì nói thế, trong tay lại lấy ra Mặc Quân kiếm. Truy giáp thánh vệ bắt đầu động, mỗi người bắt đầu chạy, cho dù bắt đầu chạy, bọn hắn cũng như một cái chỉnh thể, gập ghềnh bất bình. Chướng ngại vô số, bọn hắn vẫn như cũ duy trì hoàn chỉnh trận hình. Bọn hắn trên mặt đất như là một cỗ màu đen hồng lưu trên mặt đất lưu động. Chạy xuyên thẳng qua ở trên mặt đất bọn hắn tất cả mọi người giơ tay lên, lại một lần nữa hướng về phía Kế Ngôn phát ra công kích. 50 người linh lực hội tụ, hình thành một đạo cường đại chùm sáng, oanh kích mà ra, mang theo kinh người thanh thế hướng Kế Ngôn. Mà cùng lúc đó, Lữ Thiếu Khanh lại như là một vị bắt được cơ hội thợ săn, trong nháy mắt xuất thủ,